Mối tình này không công khai, yêu mầm mờ trong tương lai không rõ ràng, rồi ta lại lạc mất nhau. Bề ngoài ta giống như một tình nhân. Thôi mà này khó hát rồi này, chửi nghe. Nhưng mày hát cho nên cho vui nha. Lớp hoàng nha. Cho vui. Đang chờ đếm xe không? Chồng đi. Ai tìm mai trên phố vắng, ngược lối cơn mưa chiều răng răng. Ai tìm mai dưới trăng, nghìn bóng ngõ dài vằng vắng. Ai đặt tên cho kia là nỗi đau của ngày hôm qua. Ai đặt tên chúng ta là người lạ. Có phải đêm qua thức trắng để gắm con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngàn trái chưa hạ nhịn màu. Kịp sáng mang đến làm quà cô dâu tựa mái xưa. Sao vậy ta? Đâu ta? À, quà ráng quá nè. Bây giờ giọng trầm khó hát quá, không hát nè. Tôi đang đồ hồng quá. Bên game gì? Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lăn la hỏi thăm, lén vào trộm đi khe hướng trong năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bay chim lá cái khóc hoang tìm nhau. Ai đông ai đêm hết bao gió sâu. Hỏi một thu đang ru miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Biết có biến ở nơi nào không, có lá nào trông như lá Chị Google, chị rêu Google bồng. bắt Ôi đầu đọc rêu bình luận. bồng ơi, rêu bồng bình minh chưa hết, tôi phải tìm sống. Vì mai người ta đã Huy Nguyên, đi dù ca đoàn đi cô gái lấy chóp đông. cho. Má hay quá rồi mày. Nhìn theo không hết rồi. Lô Hoàng nha, Lô Nghĩ nha. Yêu vào người ta lôi nha. Lại này à? Lại này hiện giá là
phải tách Bảo Dũng, tách Bảo Dũng mới tách Bảo Ngọc ra. Là lịch cân đấy. Duy nhất Tam, húp tiếp nha Chí. Ok, Tam ơi. Cố gắng. Được rồi, đoàn là Chí á, gái chung. Gian thì mới, buổi tối đánh cuối cùng tính vô cái đoàn ấy chứ, nhưng mà kia nó mà buổi tối thì mình là buổi tối nó lờ xì mẹ nó trốn rồi. Nói cho gái thì tán dễ mà anh em, mà tôi không muốn rồi, không là thích hay còn được đẹp thế nào. Thôi, quẩy nào. Ngày hôm ấy em đi trong mưa. Yêu trai tìm mình nè. Các em của anh đâu? Đồ nó hero kỳ gì? Huy Nguyên đồ mở đầu mất thơ mơ. Thế thì rồi. Em làm con cây cho anh Chí khỏe luôn nhờ. Coi nào Ủa có đại rồ rồi. Có đại rồ kìa. Biết Châu chơi được con gì anh? Sao rồi em? Chắc đánh Châu đi. Châu Sen nè. Châu Co à? Ừ Châu Co. Chào cả đất vô đi tốt. Tên với cả tên với cây à? Cây hay mo ta? Mo đi, nếu mà có con đất rồi em đánh mo cho giữ chân cho anh Chí bắn ngon hơn. Cũng được. Không con Quinn. Nếu mà Quinn này là Quinn trên combat rồi mà. Thôi để thôi đi. Không đánh con đất rồi cho con hút ca nó khỏe luôn anh ơi. Win mid thì là có hút đi đâu? Không, để không biết chờ. Hơi yếu nhưng mà con là tên nè, chốt là Sen Chao đắp dù. Với cả Mo đi, Mo cho chủ động stun đi, cho gì đánh. Được đấy, con Mo giữ chân lại con hút bắn chết mẹ rồi. Ôi như thế lên yếu đấy, lên yếu khó farm đấy. Chấp nhận yếu đầu game nhưng mà đánh thì sao khỏe. Ai mới kêu em đấy? Tụi mày muốn khỏe đầu game thì công an là tụi mày còn khỏe giữa game rồi lay game nữa sao được đúng không? Anh Khang hả? Đừng tham quá các em. Ôi chết mồ nãy em không để Zalo không thấy anh kêu. Ok. Không thì đánh con ES. Ồ ES cũng không được nhờ. ES thì lên còn yếu nữa. Đánh gì đánh? Tao nói vậy thôi. Tính toán gì lắm vào vẫn. Cứ trễ 5 phút là thay người thôi, lật rồi. Tan gì đó tự giác thôi. Thiệt mà cứ phải chờ đợi à. Đến giờ đấy phải nóng đít rồi em. Mo nhờ anh Chí. Từ từ, cho anh cứ từ từ. Block. Block thì mo. Block có con sen này. Cây cũng hay, có cây thì để đang chơi quay. Ừ, thôi em cứ bứt sau cùng, em sụp 4 mà. Ừ, để em từ từ tích. Xem. Bố nhí, tỷ số kìa em. Quên nhỉ. Rồi đi mà tí đậu sao. Con bon này. Mò bon hay cây được mày. Thì sao em nói gì đâu. Mò hay cây ngon nhờ. Nó đéo bếp nhờ.
Ôi chào Bích đi anh, chào giấu chi. Nó chưa có gì phá bóng luôn. Anh thấy con mo vẫn là đẹp đấy. Ừ. Mo ngon nhỉ. Con mo thêm disable cho thằng hút nó bắn. Mo hắn em. Mo đi em. Mo đẹp. Ủa, anh Chí tắt mic rồi à? Ơ chỉ không bắt run à, để ăn run nhau à? Điệt này nó có con hút, nên nó có con GS. Con mic à? Anh Chí đâu? Anh Chí tắt mic à? Đưa cái quên ơi, đưa cái quên, đây rồi. Cái luôn không ăn luôn à? Đéo chỉ được vào, nó đứng ở đây đéo chỉ được vào. Tay đéo chịu được. Cửa lock thì bot à? Ủa anh Chí đâu? Tắt mic hả anh Chí? Không không không. Bôn mít GS đéo ai đi mít, GS là đi top đấy. Top đấy cẩn thận. Rồi thì hết mẹ mana rồi. Lóc rồi đi bot lạ quá nhỉ. À ô team nó có mình con bon tay dài. Trời anh lên đánh ẩu vậy. Hầu quá, ừ. Trời ơi, lên dễ gì mà để chết. Đéo nghĩ nó có level 2 rồi. Còn mẹ, đang cái run mà anh. Đang cái run mà. Ừ, thì thế mới quên. Điên rần này. Nó hả? Điên báo nhà. Mẹ em ngu quá. Trời ơi má. Má lên này mà chết hai mạng được, hiểu nữa. Mít con thằng lóc anh Chí ơi. Ở đây nó đây nó đây. Có điểm hai tiền ngắn đi. Hai mẹ. Đây. Cho em con này đi, em cho em con này, cho em con này em xin cái đớp chứ. Ôi được mấy mét rồi. Thêm con nữa à? Thôi anh farm đi, anh farm đi, anh farm đi. Được rồi, được. Clock ăn red boss nha. Lắp ăn lên hết tay rồi anh Chí ơi. Lấy
Cái lock rồi, cái lock rồi, cái lock rồi. Lịch bịch hô Taro, từ đánh đến con xe là chí lùn nghe cam chỗ khác mặt cười lùn. Nào, còn lại vậy chưa tắt ấy nè. Mang cái lock này là trò nhỉ? Cái gì đây? Tắt hai chữ số. Bình. Lỗi quá để. Đánh đặt tăng cái gì? Xanh rồi, giờ là có đèn nữa rồi. Lóc xuống bot lại nha. Phạm nhanh đi, em lấy 5 em về đổi chen em đi ram chứ. Đánh luôn anh ạ. À. Mày, mày thằng này nó đéo hiểu sao đâu. Thôi đi thôi. Chạy anh ơi, chạy anh ơi. Thôi anh phải đánh đi, phải đánh thế thôi. Sao đâu. Thôi đó anh chạy em dí đánh nó chết đó chứ. Anh sống còn nó chết. Đúng không? Em có giày nó đâu có giày đâu. Anh lên boss rồi, mày đánh cuồng cặc như vậy. Chịu đấy. Để em giữ rip này, xuống farm đi anh ạ. À. Em về đi game đây. Anh chỉ em về đổi qua thì chen giết nó nè, anh chỉ em mua đất qua. Cảm ơn nha. Lóc luôn bộ ti thôi. Không chưa đổi. Bỏ mười mười anh em. Đâm vào nó anh chứ. Chết không? Đi rồi, đi rồi, người 7 mà. Ok. Con sen to chết nữa à. Đi lên yếu thế. Qua lúc đầu quá xanh này. Có một góc là chết thì mẹ. Nhưng mà sao nó cốc được anh? Ý là vậy đấy. Nó dày dày nhanh, chạy nhanh mà. Trời em nghĩ dày chạy nhanh cũng vậy thôi. Giết nó nè anh chưa? Ừ, lên đây rồi. Không muốn đâu. Lấy đồ trước đã, thằng nào đi ca vậy. Đốt. Nhanh 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 nhanh. Chạy vô năng không clip vậy. Ờ. Tới chưa anh chị? Rồi. Beat clock nhá. Em về regen đây. Ờ, không không cần đưa world em cắm cho anh ấy rồi. Anh cứ đứng với con trao ra được. Con hồn nhanh lên lên. Chí nhẹ. Anh đâu dám muốn rượu mất thợ của anh bạn. Này em hướng cho anh chút luôn à. Đây rồi mua giùm em cái đớt cái đồ mạnh. Đắt rồi mua cái đớt đi anh. Vòi xanh lắm á nha. GS nó vẫn đứng đó mà.
Ồ, à, đâu. Nó ra mít rồi, Con Bon đi đâu rồi đấy? Top cẩn thận này, rải sen đi. Bó kìa, bó kìa. Bon dưới bó rồi. Súng này em ơi, anh đang bọc súng này. Ok. Tiền vô vô đi. Cái này có vừa rồi. Chưa có đâu, nãy em móc từ đó lên, nó chưa có đâu anh chị ạ. Tụi này, tụi này. Boy ha. Có Glock gì rồi? Chắc mạch nó rồi, Glock gì rồi. Tắt đợt. Hay quá anh chị ạ. Ôi, hiểu được. Đông hết rồi, ở đây không có, không có mana để bút máu. Thế chạy đánh. Chạy đánh chán quá mình này. Trời ơi, đánh mắc ỉa thiệt. Đầu đi cái lên boss, mua cái boomer seal, mua stick vào. Mua cái giày, cái riêng sớm đéo gì. Thì mua cái boomer seal và là sao đánh cây đặc đạp nữa. Ok, Woman Shield có đam gì mà con Sen đi với 2 melee mà được chiếc 6 màng, quái lùn. Vậy bố tao không gánh rồi, nói gì tao. Con Dazzle phải chịu khó rải Sen đi anh à. Giờ con Bon nó bắt đầu chạy vòng vòng map rồi đấy. Bố mấy thằng này nữa. Để em đãi phụ cho. Bon mid bon nha, mid bon nha, đây cẩn thận này. Khả năng nó ngay đó rồi, chết mẹ rồi, vừa mới nói. B luôn chứ ạ. Anh đi vô vãng đi cho mày. Ê, đi vô. Hiệu Hoàng Văn, Chí Cầm Đắc chủ động. À, giờ cho em phải đứng lên luôn à? Có tay leo? Bún thằng ghế mà chạy. Chết mẹ rồi. Để giết ghế thì em à. Giết thằng rác đi anh, giết thằng rác đi, nó chạy không được đâu. Thì đó, phải chừng cứu chúng cây. Thôi anh Chí ngay đây rồi. Ôi, cái gì mình ăn vậy, đủ má cái đam súng vật này cũng ăn được. Sen em mua cho cái sen nè anh ơi, anh thả lại cái sen trước đầu trụ rồi đứng mới farm được anh ạ. À. Không rồi nó úp lòng còn kia bắn cái là chết rồi. Em mua cái sen này tải xuống đi. Ờ ok, để em cắm lại. Đây về dặn của bố Dũng không? Lóc được ví sao ấy? Không có vừa run thì các bạn thấy là run gì? Ở đâu? Phúc vào thôi. Lý Nguyễn, Phúc gặp GS với Bon cũng như không. Mẹ lưỡi mà đâm. Bon này có Bon này, phải lồn. Mẹ thằng mày lồn đi. Về đi anh ạ. À. Đi ra mà chạy đi. Ít tinh tì à? Hay quá, hay quá, đất cho xử lý hay quá. Lên thì lên vẫn được. Thằng giờ cắm nó biết rồi, không được. Thì vẫn còn ghế. Bù đàn đâu quá. Ôi rồi. Chim à? Phan em lướt có chết con chim ta. Phải có người lên lóc sớm hoặc boss. Ô, lướt về, lướt về. Đông anh Chí à? Đông anh đi chậu ơi. Thôi về luôn đi. À, tiếp đánh sao luôn, phải đánh mất thứ chặn quá.
anh em đi smoke cái con bác xe bốt xong đánh nhau đi. Vòi săn quá. Phạm Đình Văn, GS đam ghe vậy. Thằng đắc vô follow tao đi, đừng liên mình nữa. Còn lại ở đây này. Nè, cho con xe nó vụ đi. Vụ đi, vụ đi, anh vụ đi, vụ đi. Chỉ thằng ơi với thằng này chết đi anh em à, đập thằng này chết đi à. Có đớt. Đớt đâu. B luôn anh em ơi. Ok ok, cái này là hay là hay là. Chim kìa, phá nó, đập nó. Được quá luôn. Không mà nghe nó chạy lên đó thì mướp đỡ hả. Thằng nào mới farm rừng nè. Thằng Dũng có canh follow tao được, đừng để kia combo tê chết thôi nè. Đem tay lẹ mắt vào. Ok, gửi tele kìa, gửi tele. Biết tele đâu đâu nha. Con sen nấp đi anh à. Bon này chết không ta? Mới đồ xuống. Vô, dí vô, dí vô. Không được, không được, không kịp đâu, không kịp đâu. Bọn nó xuống rồi nhá, bọn nó xuống rồi nhá. Bỏ đi. Anh bỏ đi, bỏ đi, không bỏ đi, không được, không được. Em với anh sao đủ. Bọn này là có lông đấy, bọn này có lông đấy. Có sen, có sen, có sen, đánh luôn, đánh luôn. Em cứu cho. Đã rồi, nó né ra, đã rồi né ra, nó cứ chết mẹ, nó giết con đã rồi chứ đấy. Mình có... Đánh làm gì nhở, về farm đi, bọn nó tụ tập xuống dưới đây, anh em về farm thôi. Tôi thấy máu rồi, về đi á, hay bên nào về đi. E chết chim không? Đéo chết, đéo mẹ, chim trâu vậy. Lùi nha, tao lùi đấy. Lùi đi, xong đi, xong một cái là được. Anh đang làm mo và canh tuôn con GS thôi. Má nhiều con phải tuôn quá anh ạ. Voi và con bon nữa. Ở trong cái móc con bot này. Thầy đủ nha. GS BF mẹ rồi. Nó có con chim đang ở đây nha. Nó có con chim đang bên này. Nó có sai mình đấy. Đây này, nó vô đây cắm quên này. Đằng này cũng bẫy rồi. Anh bố Dũng chịu khó trải sen hết đi anh ạ. Em lên cái gậy lóc phú tiền cái. Mua thêm hai cái sen đi anh. Chạy vô đây cắm đi, chạy vô đây cắm đi. Chạy vô đây cắm cái sen thôi đi, mới thấy nó chạy vô không biết nó có quơ không á. Cắm cái sen dưới đất đi anh ạ. Cho em đang tải chim ra. Kìa kìa, vô phá đi anh ơi. Mít con bòn đó anh chị. Cầm móc đi, có móc chưa? Anh chị phải có cái gót mới được, được má, nó ăn RF luôn. Mướp đỡ. Chạy. Chị có tele không? Có, nhưng sao đánh được. Tổng nữa, bỏ nó đi. Có tele được không? Có tele à? Nớp lòng luôn rồi, nớp lòng rồi đấy. Nớp lòng nó anh tiêu rét luôn rồi. Chờ đi, chờ 20 giây team ra xuống đánh boss anh ta lên. Ủa đủ má, nãy mình chưa lấy cái bóng nữa. Chết đĩ mà. Đánh toàn người không áo không. Ở cái đồ bùi. Không muốn nguyên nè. Từ game nó toàn có cái não nhà không thì cái bùa đó. Cầm sen nhà đi anh Dũng ơi, có cái sen nhà kìa. Anh đang hết lòng này, xong đánh ra đi. Đi, thì móc anh nè. Đây. Có smoke này. Lấy gót chưa? Chỉ chưa lấy gót rồi.
Chào Phạm Mỹ đi, chào Phạm Mỹ đi. Thích thằng này không? Ủa? Em đánh riết. Đi mà em đang bắn hắt mà. Lọt má, lọt em hả? Làm đi đi. Mình gót thì đừng có bắn. Em bắn chữ H đàng hoàng tự nhiên nó bắn riết ra. Nó có sen đây ấy. Anh có cái sen này mới đánh được chứ. Sen nhỉ? Có rồi. Đấy cùng bố. Bê luôn. Mới biết bỏ gì luôn. Thôi bỏ cái này thôi. Khả năng sờ móc đấy. Dùng đam nó anh em à. Không kìa. Bức tử. Hết tuôn rồi anh chí à, hết tuôn rồi nha. Mối tình này không có. Hai thằng GS chết đúng không? Chết chết tự nhiên rồi. Mắc rồi đấy, anh mắc đấy, nhưng em thấy anh búp tới mà. Anh mắc hai rồi, mà anh búp không kịp. Bên người ta giống như một người rừng. Đánh bốn ai? Qua cầu màu xanh. Ghế ra lại đấy, anh còn muốn đánh mic. Ghen cái anh em ạ. Thì ghen, thì ghen, thì ghen, đợi chứ. Đây là hết lòng này anh em. Em tên lè đấy, em tên lè đấy, mọi người giữ chân đi. Bỏ quăng voi nha, chiếc ghế trước. Thả cái sen trên này thử anh. Thả sen không đi, đi lên thì mình thấy cái quần. Đi lên sao thấy. Nó mất lâu rồi kìa. Cho chim ra sợ đồ quá, chặt con bon quá. Nè. Bóc nữa đi, đang hết hàng mà. Cái tốt này Dương. Đây, đang lên này. Mua bình linh đấy, chắc mua bình linh đấy. Ờ, Dương không chuyển máu à? Tao biết sử dụng ra mít ngon này. Ờ, gì anh? Không chuyển máu đây, đây 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 quên quên nãy giờ con. Nãy em có mười mấy à, nãy em có mười mấy giờ lên ba mấy. Ờ rồi. Sen to okay, không thấp đánh hơn à, con sen bón nó bắn chết mẹ rồi. Bón nó vào rừng bình nhá, bón nó đang chạy rừng bình này. Ăn mấy con đệ nó luôn rồi. Tắt nhau ra, tắt nhau ra. Đã một tay rồi. Trong. Rồi rồi, GS top. Ở trong rừng đó còn thằng voi thôi. Bon tưởng mình. À, nó cứ bề đéo làm gì. Tên sắp đủ mình lên này. Đi top nha, để em farm nha. Em farm cái nút gậy lóc đi, cứu team đấy. Thả thêm cái sen lên này đi anh ơi, nó quơ trên này đấy. Em mua cục game luôn nhờ, điệt mẹ nó. Ôi, tên này không có khác hơn. Không mầm. Yeah.
Biến anh đã sót rồi. Anh cái bóng anh đã dụ đi dơ. Ờ ok, đợi xíu anh ơi. Regen mua cục game chắc. Để ý cái đấu trường BO3 này, mỗi lần Chí có hút là chúng nó biết một mã cao tờ chứ. Lâu nữa thế. Này có mỗi con bon cao, con hút con GS cao tờ thôi chứ con nào đâu. Voi, voi để cao tờ. Voi, con này rồi. Voi kìa, voi kìa, chạy đi chạy. Không kịp rồi. Tao đi check qua lại đã anh em ạ, nó có chim đấy. Lấy bóng mới ra, xa xa đi, cao đi. Lấy bóng của anh cũng được. Tốt rồi, để tốt rồi. Nó có RS lại anh em ạ. Voi về cái bè đấy. Ê, chim nè, chim nó đây nè. Cua nè, ôn nè. Ok. Đang vô. Vũ nó đi anh Chí, Vũ đi. Trời ơi. Voi kìa, voi ghế clock kìa. Má phải đâu đánh nó khi mình chết nè. Còn voi vẫn còn hồi sinh đúng không? Đấy rồi. Nó lo rồi anh. Để em đi lấy lại sai rừng mình cái. Cái này nó sẽ góc mọi người quê rồi. Mắt kìa. Té đi, té đi, smoke rồi, té đi. Ezo, nấp đi anh, đừng để bị úp nha. Đồng ý rồi. Để bỏ tao nấp liền, à, VKP. Có, em có này. Đã rồi, cầm thêm cái sen đi anh à. 300 anh em. Nó mới hút à? Hút à? Phải hút không? Lùi đi. Đại rồi khoan thả anh tiêu anh à, để con trao phân bóng hay thả khỏe. Có RS đấy. Đó mà về đồ rô xanh thì ra sờ móc rô xanh đó. Mua sờ móc xanh đi. Có gì anh? Để tao hai con bây giờ. Ok, ok, ok. Mua rồi. Nó rô xanh rồi. Lùi vô sờ móc này. À, sờ móc được này. Đủ đồ rồi. Dí con gửi luôn đi. Ok, nó trong này. Địt mày. Chạy ra cái ấy đó. Địt mày, nó dí con gửi. Hay quá. Ôi, đúng quá, nó bê cầm bê. Búp cho mình. Ôi ôi. Hai con ghế vậy là mà sao không bật cái tê lên nhậu gì chứ bắt con ghế ta chậm đạp quá thấy sao trước mà thấy tụi mình đánh chán quá. Có bờ liên có anti chủ động vào tiếc đéo gì mấy skill gì cái thằng ghế đứng đây cả tầm 2 giây này bật cái tê lên mà tu nó cái thằng trao sao mà tu được. À, rồi đi, có bùi nữa. Còn phát game không? À, đi lên chán quá, đi con này mà anh để chết xấu mà. Chịu luôn. Có gì đánh được. Thôi, để anh Chí đi. À, đúng đây. Phạm Đình Văn,
Cam sen mà bị động quá. Quân đấy là không lành rồi. Lóc vậy, đẩy cái lóc dưới chân được. Nó không coi là mình đang bị rồi. Đánh mày chết nhiều quá, bị rém lên. Nó không người đấy, đúng không nhỉ? Chuẩn thủ lúc đầu thì quan có lỗi để thằng lóc nó giết tôi làm thọt con mẹ thành thọt luôn lên. Biết là vậy rồi, nhưng mà giờ có một ly là tôi động vào. Một mạng thôi chứ anh làm gì quá trời. Không nói cái vấn đề đầu game nữa, bỏ đâu nó vấn đề bây giờ nè, đang bị rém phải không? Anh dám mà không bắt. Thì mày là mà không bắt đấy. Tao tao bỏ trước rồi, tao bỏ trước rồi tao chết ngay. Thôi, anh đánh một con bát đi. Thì quýt. Ma team này sao đép Mega được anh em? Phạm Đình Văn, vấn đề đánh chủ động vô. Để em đi check sai nữa là. Vẫn còn lỗ xanh nhỉ? Còn lỗ xanh lắm kia. Trong Mega, xì móc đánh đó. Ui đi mẹ, cũng đau rồi, chưa có. On top đi. Thằng cho móc đâu, thằng mít đi. On top đi, thằng bê cái. Ok. Top đi là hết lòng này. Cầm thêm nhiều cái sen vô anh ạ. Đáng kéo cho thằng treo thêm cái đồ nó được. Em ơi, nãy giờ chưa thấy đất vô, nó bút người ta cái nào đúng không? Nãy nó úp nó đánh con Dazzle chết trước rồi anh ơi. Giữ khoảng cách sao vào? Dazzle phải biết giữ khoảng cách được. Hôm nay có vẻ ngon hả em? Đâu, em đi xe tỷ số anh Tùng ơi. Cái này tỷ số anh Tùng. Má nó bê rồi. Hôm qua. Chịu khoảng cách xa vào, không cần phải đứng gần như vậy đâu. Thế rồi núp luôn đi anh ạ. Đẹp không nha em, đẹp không, đẹp không. Để em đẹp. Hiệu Hoàng Văn, tìm như Tun Haska châu thế để nét thuế vậy. Đi lên. Mất hút hay quá. Voi kìa. Chết mấy thằng voi gần chết kìa. À voi còn hồi sinh. Tịt mà xin đầu ghê. Thôi được mẹ, chiến này lành ít dữ nhiều anh em ạ. Nó khỏe quá. Giờ đồ nó nhiều quá, đánh tiếp cho mẹ. Thôi thay mấy anh à, tịt con mẹ. Cái này bọn đùa mày đấy. Thôi. Đấy. Tiên kia nè. Lên Ken nữa chứ. Cái điện coi đấy. Hai chùm nó. Chùm nó. Chùm nó. Cái điện mẹ dí nữa. Dazzle đâu, chạy xuống bot lẻ. Có chim. Cô điện mẹ lành ít dữ nhiều rồi anh em ạ. Rồi, đúng má, nửa cái máu của búp chi ba. Phạm Đình Văn, tích. Em, nhảy. Thật mà nè. Thôi, sống rồi. Ui. Làm gì nè. Mày dám chơi tao. Mày dám chơi tao. Ồ, lên đúng má. Ui, sao tưởng nó ướp lòng rồi. Chỉ thằng ghép. Đây, qua đây. Ok anh em ạ. Bỏ đi. Qua đây đẩy mít kìa. Để em ra. Nhưng mà em sao đẩy được. Cái con sen to phải qua anh ạ. Để anh. Rốt đánh hay thật sự. Thật cấp. À, dùng dí từ độ mới đi. Từ Sài Gòn mà nó chạy ra tới Hà Nội. Từ Sài Gòn mà chạy ra tới Hà Nội mới lâu. Không ngon, nó chỉ thèm mấy em thôi mà. Phạm Đình Văn, không lên boss trước. Thôi, con bon cũng thọt anh em ạ, nó mới có cái da xa, cho nên tích tiền BKB à. Chuyển xuống boss dần đi anh em. Đây, đang xuống rồi. Ô, Dazzle đâu?
Dù đâu phải theo con hút ca kìa. Hồi xong. Đây em phá bờ linh con ghế rồi. U điệp mẹ. Vẫn bờ linh được chịu. Không có gì đuổi nó đâu mấy anh ạ. À. Nó có linh ken. Cái ơn nó phá được linh ken ta để em lên. Không không. Về nhá, về nhá. Hai giờ lên cái ơn hơi ổn nhờ. Hay cho lấy farm đi, về farm đi. Ờ. Nó xin lấy chi bài này. Cái tê có tác dụng phá linh ken đấy. Em lên ơn hay là bờ linh vậy anh chị? Linh đi, không cần mày nữa. Thấy nó có cái kia nó múa. Chê, chim kìa anh em, để đây chi, chết giờ. Sắp win lại. I wish only to serve you. Mẹ thằng này. Có linh ken. Mong kêu mong kêu mong khai. Ông mầm con tương lai. Ông Astingo. Con voi rít hai nha. Mẹ nó ấp lòng chứ nó đánh anh Chí nhìn không ra. Ông kia cũng có 3. Kéo vào đánh đánh dù con cắt có đừng cho nó trùm. Bây giờ mua cái xì móc đứng mình luôn đi anh ạ. À. Full BKB nha. Tầm này bơi được cái cây xanh thì đẹp. Thịt nó anh Chí. Thịt nó không? Nó đang chạy từ đây qua này, ăn tiếp nó chạy qua này. Một người đi. Một người đi, một người đi. Một người đứng boss đi. Em với anh Chí được rồi. Đừng đi lên hết nó biết. Hai đang cầu lên chạy xanh thì đẹp. Phạm Đình Văn, Chí không boss à. Ôi, nó mất một giây BKB không được. Về anh ơi. Voi boss. Voi GF. Nó đang dịch, nó vẫn dịch mò boss này. Anh chỉ có tay le kệ anh. Chào nãy giờ anh tiêu phát nào chưa anh? Anything you want. Don't mess with the. Nhưng lại tốt chưa? Nhưng mà con gói okay, anh. Ừ đúng rồi, con đấy đánh phải ra sau tí né con GS ra đã. Tí nữa anh có cái hớt nữa ngon. Không mà. Không đánh nổi đâu, nó cứ muốn ăn chi ạ. Anh ăn còn bài này. Anh đang chờ đồ xa anh. Cái Đây rồi. Ôi Chết rồi. Linh là em. Mày xuống 2 sao mẹ đi. Dạ, tính rồi em né ra sợ con voi núp em nha. Di chuyển. À nó chỉ có đó, cắt cho ta. Ra qua lại đi anh em, qua đó sao đi. Ra còi bóng cho ra đi Bigot, cho bóng ra em. Mẹ nó thời gian rồi anh ơi, còn có 5 giây rồi. Đừng để cho nó san, nó san là thua đấy. Đi. Đánh sai rồi đó. Đánh ngoài đó cũng khó anh em mà, anh chỉ di chuyển đâu kịp đâu. Thôi đi bắt đi. À, không sao đánh hai mạng vậy. Bóc đánh luôn không? Chấp nó cái lồng đi, chấp nó lô xanh luôn. Chấp nó 300 không? Nó thiếu 4 đánh còn hơn là đợi. Đánh thì xì móc, cầm chưa? Tụi nó đang lên á, xe móc đánh này, cho xe... Đây. Đây, đi này. Luôn. Rồi, ok. Anh Phan trao vào. Cloc đang trao hướng này nha. Để tao chủ động vào được. Để em. Mẹ Cloc à. Mẹ. Tiếc cái tay của ta. Ôi đủ má, canh búp em này, em quan trọng đấy, Tazo. Thành cúng, giờ lên vệ xanh. Trời ơi, bãi lầu, Tazo đánh mất ỉa đi.
Trời ơi, đi tới đi lui xong bức mình. Nhau đủ mana mà thì còn mana hay thật. Chạy đi, chạy đi, void đang, void đang lên, void đang lên. Búp em combat nó thắng luôn đấy. Lộn đánh chán thiệt. À, đi tới đi lui, đi tới đi lui xong. Our brethren's town is under attack. Thảo lao à. Đợi em anh à, 5 giây. Phạm Đình Văn, Das đánh chán thế nhỉ. Ô địt mẹ con chéo khỏe quá vậy. Điệt mày đéo kịp anh em ạ. Ôi con trao khỏe quá nha. Đánh đi em, tờ sao không có được. Nè ra, nè ra. Hiệu Hoàng Văn và combat chiến đội của em rồi. Không úp mà cứ loay hoay. Má ta dổ đánh. Nó đánh khả năng tới đó thôi kìa mẹ đi. Nhưng mà pha nó dễ nhìn anh chứ đâu phải rối đâu. Mẹ em bị đánh ngay đó, anh đứng trước mặt búp. Phạm Đình Văn, Z giáp cuối hát nữa cần tìm. Có thêm về giáp băng rồi nó đỡ đam đi vậy. Mẹ tính ra mình phân bóng ra con đa rồi búp con trao khỏe hết rồi. Mày pha đó em còn sống thì là điện mày chết mày nó. Phạm Đình Văn, chí Ross đem được mấy S chưa gửi khí. Để sắm lại cục game cái anh em ạ. À. Đang có một con bát là lập theo được đấy. Ô. Về anh ơi, về anh ơi, về anh ơi, đai bắt cái thu mẹ luôn vậy. Sao biết nó về? Lên mid cứ để em đi, em thả cái bóng con xe nè, đẩy lên cũng được. Kìa nó kìa, nó xì móc này, nó xì móc này. Còn máy A mày. Kìa canh bút cũng trao kìa. Hút hút. Bút luôn, bút tao nè, bút tao nè. Hay lắm. Hút hút kìa, hút hút kìa. Gì? Trời, máy tao chứ, bút tao cũng trao ta. Ui lô, nó có cái mắt ở đây, máy A bảo sao đâu. Đẹp mẹ, hero này mà thua, có trời, giảm dữ. Ủa anh Khang có like không? Hay thế, đi. Đau quá. Ôi, Dương lẻ BO2 cỡ. BO2 hình như con lòng á. Vãi lồn thế thôi, bù ngủ tiếp. Ôi tin. Mày cũng lọc đéo đánh được đi mẹ. Anh khó quá nè. Em bỏ xanh quá khó đó. 12 là có để không anh? Để nó. Anh Khang có like đúng không anh Khang? Anh Khang ơi. Này à, lạc rồi. Tiếp. Bà chấm. Ok.
Để nó ăn, để tôi nó ăn luôn, ăn nhiều quá. Còn mất nhiều lắm. Con cả phụ phải chơi ra chắc chắc. Đây mình nhiều tool dễ đánh mà bot nó khỏe quá. Vào hồi luôn. Rồi, lên cũ này đúng không? Một con một thôi. 3 1.5 3 2 5 phải không? Ủa, đâu phải đâu cân được. Rồi 28. Ủa, Uchiha là 3 đúng không ta? Ai cha, dễ không? Ủa, thằng Uchiha như 3.5 mà. Uchiha 3. Cân. Cái này là 6 nè. 17 rồi anh à, em cân rồi. Ở 16 à. Ờ cái này Uchiha bằng Mr. L thay Vũ bằng Ngọc là cân rồi. Ờ. Bên... thoải mái đi anh, cứ lại chủ thoải mái rồi. Đẹp không được bằng. Gì mẹ bữa giờ chả có hero đánh trời. Đây chứ. Thế là khó nè. Trời ơi lịch rồi. Đúng rồi. Tính là đánh hết giờ là xanh lắm rồi chứ. Đông thế. Năm ông đánh mà thành mười mấy người. Không bằng nó nào đúng không? Ủa, kiếm cái thóc khác đi. Dương Trần đâu rồi em? Đây đây. Gì vậy? Chơi con gì đây em? Chắc rồi thôi. Cái nào? Chắc đánh... Phải thôi. Ví dụ đánh AM đi. AM Tron nhỉ? Rồi đánh của lóc sức thôi, của đánh. Đánh Silent Mid hoặc là thằng kia đánh Tini. Mà đang muốn đánh con bát Silent hoặc là khó nhiều luôn hay thôi. Hát đi, đánh lấy con Silent đi mid đi cho xanh cũng được. Đánh Silent đi. Silent mid à? Silent to đi cũng được. Con sớm 5, sớm 4 mẹo. Đi lên mày đi bố mày vẫn được farm mà. Con mình nó đi mid nó xanh hơn. Lên thêm đam thôi chứ đất không mi gì. Tại vì bây giờ tham con Throne ra mid là không có ai roam luôn nữa. Thế thì Throne bắt G-Bot đi giết người thôi em. Bắt tốt đấy, bắt bot đấy. Má bản này mà con qua lóc mà đi mid được là mắc binh luôn. Dễ quá. Bản này mà qua sao quá bản kia rồi đấy. Tham hòa ép tôi khoảng 12 phút. Nát cả lên game trước. Vậy chứ ao mid đéo mid được đâu. À nào. Trước kia quá tụi nó để xanh đánh nào đổ quá đánh được được. Tại vì con từ đi con sao gánh tụi mày nói. Con mua lóc đi biết dễ. Đi dễ cái lồn thằng khủng con mua lóc bị quen đầu bên giết bố mạng kìa. Thôi đi. Ôi tim nó không công khai. Mua lóc là mít hay là số 5 đây? 5 mình nè. Sẵn con mi ba chơi qua hóc.
Đánh tí đánh Talent à? Talent cũng ngon. Anh không ngủ dậy rồi hả? Ừ, anh đánh Talent hoặc là Omi. Talent thôi. Chị Dam nè. Em là đánh AM đúng không? Ừ, mày đánh mà mày Pham. Bản ngã của mình thôi Dương ơi Pham. Ngu quá. Phải lồn game đó, em là người đánh hay nhất rồi anh Chí ạ. À, thằng L đánh hot chắc. Một cái pha mà cái pha Roshan, Roshan 2 nè. Thì mình mà đánh được cướp được Roshan là chứ tụi nó cướp Roshan đẹp rồi. Tiệt mà anh Linh tiếc anh tiêu chứ mình. Nó tiếc anh tiêu nó bị rán không vào là mất nó hết nhịp. Mà nó gửi chết thì sao nó kì được. Hóa thêm bố Dũng đứng kế bên không búp nữa chứ. Bạn ơi. Điệt cụ cây rủ. Cô thích nha. Xin mùa xin mã rồi. Chào à. Xin cơ. Xin cơ sập bọt rồi. Này, cái ông nào đi bot thì cầm hai gua. Saron bất bất em ơi. Xin cơ chào à. Xin cơ chào bot lên mày dẻo nha. Thịt nó men à. Thì mẹ giọng bằng lòng này giống y xì giọng thằng bằng. Ron mất đi. Tôi là bằng mà. Ủa? Chai đi top à? À, không. Chai xì bách, xì bót. Tinker mít rồi, chào. Tinker mít rồi, Tinker. Anh Linh đánh được Tinker luôn à, ghê vậy. Watch and learn. Tinker mát một hai. Very clever. Perfect. I'll handle it. Con mẹ mà đập đi chơi. Very clever. Leave it to me. Mình kia nhà team mình chưa tăng cơ lại. Bắt đánh bậy đi. Leave it to me. Khéo đấy. Very clever. I'll handle it. Mình thấy nhìn kìa toàn toàn ấy. Leave it to me. Chuyện này nhiều phép kìa. Very clever. Hả? I'll handle it. À kìa. Đồ mà. Easily done. Cũng đã hết càng thì có cầu tờ ta cây ta. Leave it to me. Bắt canh xe thôi gì vậy? Canh luôn thôi. Chắc còn bắt con hút đi mít anh ạ. À. I'll handle it. Đi mít à? Ừ. The blood elves away. Very clever. Watch and learn. I'll handle it. Easily done. Leave it to me. Watch and learn. À, hero đen quá nhỉ. Very clever. I'll handle it. Very clever. Watch and learn. Leave it to me. Watch and learn. Easily done. I'll handle it. Lịch bịch Hotaru, tim mỏng thế. The blood elves are waiting. Very clever. Watch and learn. Leave it to me. Em cơ chào đi top. For Quel'Thalas. Very clever. Leave it to me. Trận này phải thật xanh. Watch and learn. Leave it to me. Very clever. Thôi đừng lua anh à, anh lua em farm sao? Trời ơi, chỉ anh đi lên phải lua vậy. Anh lua vậy hồi ra là hai tên riết của mình đẩy lên lại đếm ngó clip nữa. Very clever. Easily done. Leave it to me. Watch and learn. Very clever. Watch and learn. Easily done. I'll handle it. Easily done. Watch and learn. Very clever. Leave it to me. Watch and learn. I'll handle it. Leave it to me. Watch and learn. I'll handle it. Very clever. It's come to this. Easily done. The blood elves are gone. Very clever. On with it. I'll handle it. Easily done. Very clever. Watch and learn. First blood. Là sao? Ôi trời, nói lắm chứ. Lâu. I'll handle it.
chỉ về nhà để xem ra đâu để sao. Phải nói lắm thiệt mẹ, anh Tiền phá clip chứ clip cao cứ tận chủ nó. Watch and learn. Is it there? Leave it to me. Hay, hay quá anh chị ơi. Này nó bóng mít, nó bóng mít được cái. Bộ đó không mít thì chết chết rồi. Cái điện thoại chật quá. Đấm nó anh, đấm nó, đấm nó. It's come to this. Watch and learn. Your magic is mine. Easily done. Đưa đi vào đây. Bắt đầu đường tốt nha. Một tốt nha, một tốt nha. Không, chào Phạm, chào Phạm anh. Có một con rip à, anh xài cái ép làm gì anh? Đấy, địch bài rip này nè, rồi hãy ép cho người nó. Anh không hiểu kêu con này à. Hay cơ anh, cảm xúc ghê. Tao tham còn có 13 đấy, thì sáng chứ không phải. Đúng rồi, đúng rồi, để rip nhiều nhiều vậy anh hãy ép anh Quân ơi. Ờ, ừ, đây em. Hay quá. Qua, đá đi. Em nó Watch and learn.
very close. Não về, não về, não về, não về. Anh Chí thông minh lên rồi. Hết đường hộp lắm nè, nè là chết các bạn. Lên lên này em ngon rồi, qua rốc cứ cầm cái tay lên, thủ sẵn đi anh. Pikachu, chi danh kinh điển. Watch and learn. Đi đi ra giùm em cơ. Có con đường nào bước qua, ta đến cho nhau mong. Leave it to me. Đây có xe lên. Our brethren's town is under attack. Watch and learn. I'll handle. Bê luôn anh ơi, bê luôn anh ơi. Thằng người xa đuổi, thằng người xa không chết rồi. I'll handle. Mega kill. Dominate. Double kill. I'll handle. Leave it to me. Leave it to me. Lê Công Việt, không một đơn khách hay không quá. Chuka đang ở top này anh em ạ. Em tạm thôi. Đừng đi không cần sức nữa đâu. Đúng rồi. AM giờ cho anh xem đi. Nhầm nhầm vô tay lây cho. Nhầm nhầm vô tay lây cho. Đi. Móc này. Hơi thọt chứ anh ơi. Đây vừa lúc Watch and learn thy bidding. Leave it to me. Đánh đi có xin linh mà sợ gì ta. Monster kill. Watch and learn. Leave it to me. Bỏ thì bỏ, bỏ rồi, Dương. Bên kia. Gì anh? Cái gì anh? Đâu rồi, bắt Dương. À, Dương kia hả? Điệt mà. Cái này luôn. Chơi, I'll handle. Watch and learn. Unstoppable. Easily done. Ai dừng tình đầu đánh sớm đi em, đừng ngồi đừng. Nè mà. Ôi đừng có ép grab nữa. Vậy nha, hết lực rồi. Ép đây. Ông ép phải trúng người nó thì hãy ép.
Vì lời anh nói anh không tin em nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh. Là sao có con bát mà lên ôn là sao? Vận Nguyễn đẳng cấp. Để cái rung đi đi đi, để cái rung đi đi đừng nghe. Tên Bi Châu nói gì anh? Ghê xuống rồi anh. Làm trò là anh em. Bi Châu tới lên ôn đúng không? Bi mít đi, bi mít đi. The blood out. Ông cho tôi mấy cái sen đi. Con này dân free đấy. Nguyễn Tuyên, xanh cái là hát hò ngay. Ồ, ông cho tôi lưu lo đi chứ. Ông điên em ơi, tụi nó đang yếu lắm. Không mạnh vào. Không cần sợ móc đâu, ra ra mít đi, đánh cái mít đã rồi tính. Tao vua đánh mít đã, bê mít đã. Điện sợ móc rồi đi. Trường Duẫn, lết luôn rồi. Tầm này tầm này không đau lắm. Vua lại cái mic đánh mic nè. Đi sờ móc nữa. Thấy sờ móc. Móc hết rồi em, ba cái hết rồi. Get on with it. I'll handle it. Vua là cái mic đi, map mic tốt quá kìa, cắm cái bot vừa vua bay. Nhàn Nguyễn, PS17GG. For quell for loss. Cũng hết được chơi, chơi gì xình đấy. À, mình trên này đông lắm nha anh em, khả năng nó đứng sau một phút đấy. Con hút chạy về nha. Cắm ở đây được cái đâu, còn vua. Kê. Là sao nhờ? Con chói mà sao lại bị liên, nó mất mạng cái chói rồi. Phạm Thái, đẩy thẳng đi. Thôi anh Chí ạ. Dạ anh Dương, anh Dương. Nhưng mà thằng Bá đánh từ tin coi nào. Đánh chưa gì đã chạy rồi, có xe lên mà. Bá ơi, bá từ tin lên, đúng rồi, có vô lem, có sai lên. Vì sao biết con xe lên, thì đánh chung với Bá đấy. Bảo chói xong mất nhiều thì nó làm gì đâu. Very clever. Hơi rén con chào thì sợ xuống luôn. Ngày nhỏ mất. On with it. Đi chuyển xuống boss đi, bị trộn 2 boss đi. So wait. I thirst for magic. Easily done. Bẻ vô. Be quick. Đức Huy, đánh chảy vãi lì. Watch and learn. Cái này là có người tăng đâu anh ạ. So wait. Chưa đâu sang được đâu. Không đéo đâu sang. Nhanh thì nhanh nhưng mà chưa có người tăng. Very clever. I'll handle it. Khi vô đúp máu cho thằng Block đâu. Chuyển nhanh nào. Đúp máu cho thằng kia nó tan nó sao này. Tan đi cũng được đấy. Tan đi em ơi, vô thằng Block bút máu nó sao được đấy. Very clever. I'll đánh to rồi mà, đánh nhanh lắm. Cứ bóp máu cho nó hai mờ đi anh. Chí cầm nha anh, chí cầm nha. Cầm đi cầm. Rồi đó luôn. Tầm này sai lần trùng rồi. Tách ra thằng Tron. Anh chỉ đứng xa ra xíu anh chí ạ. Đứng xa ra xíu. Ui liệt mày đau quá. Thôi đi farm đây. Rồi. Làm máu lại cho nó rồi. Thế là bây giờ anh đây. Qua lóc lại sát đây cho em cái nữa nha. Đây cho em lộ máu. Rồi bó thân em. Em đi farm nha, anh em đánh nhau rồi nha. Ừ, em cứ farm đi tốt kìa. Chuyện chưa có fork nhờ. Lắc quá. Đi sao bạc kìa, bắt đi, bắt sao bạc kìa. Cùng nhau bờ lên.
Your magic is mine. Double kill. I'll handle it. Mày anh Chí game này đẳng cấp rồi vậy? Em chưa farm xong anh chưa? Nguyễn Ngọc Hoàng Vân, kèn xanh mà bét hơi chán anh ạ. Các bạn không cần lên Fox đâu bạn ạ, bạn lên BKB luôn đi. Qua lóc chăn đổ này. BKB luôn đi, tay mình I'll handle it. Tao không cần Fox được, con bác sao không cần Fox được? Quản gì? Leave it to me. Hiếu Hồ, tầm này trốn lì chấp hết ha ha ha. Cái mất lưng chứ. Cần đấy, cần Fox, cần BKB đấy. Còn vào đây. Bất cần thầu lắm. Leave it to me. Có cái EV nè, cầm lên. The Blood Elves await. I'll handle it. Tụi nó bây giờ toàn đồ cơ bản không à, cầm mua lên tốt đánh tiếp đi. Nhiều não dữ vậy anh chị. Cầm mua cầm xe lên đánh tốt này. Đây là có xe lên lại đấy. Tốt. Cứ để em farm, có gì đâu. Đã 4 người vẫn win mà, cho em tí máu cái. Em đã có bắt, em có 1000, 2000 hay. Cho em tí máu, cho em tí máu. Để có sợ này. Kệ nó cho nó farm đi. Lên tốt này, lên tốt. Rồi, rồi, đây, đây nè, đây nè. Hiếu Hồ, lên AC là chuẩn nhất. Thì bạc bài bắt, đứng yên với nhau kìa. Đứng yên cùng kìa, đây thì bạc nè. À, bạch ra, ủa, đi cơ đi trách ta. Tao quăng nó một cái nè mà nhờ. Về nè, treo hằng sau kìa. Treo hằng sau kìa, chứ ơi. Thì của bạn này có mày to thôi rồi. Ê cái càng thế từ chiếc rồi mình nhả thằng. Thôi anh em đi mít lại đi rồi. Các bạn mắt ăn được một mẹ đúng không anh em? Gọi là nó về tiền. Không thế nên nó bằng lãi, chắc nó có van rồi. Một cục cả hai rồi. Tốt lại. Phương, ao la bi lát keo do. Ừ, nó lay nhiều hơn mà bây giờ mình đánh nhanh. Mà anh Chí giờ có nhiều não, tí về con hút thì Chí phóng chết. Liên tốt đi, liên tốt đánh lại đi. Chi, trận này đánh tới 60p thì mới có. Vì cái đam chuẩn của nó mạnh anh. Leave it to me. Your magic is mine. For wealth for us. It's come to this. Easily done. Very clever. Đừng cần rát cái boss luôn đi em. Cho nó về một người. Để em. I'll handle it. Hiếu Hồ, kêu tôi ăn đến hút máu aura là được Chí ơi. Đây nè, nó đang ở đây nè. Hút bot này. Watch and learn. Anh xem được còn phá vừa đi. Anh Chí có gì xe lần cứu em nha. Ờ, có gì hú lên rồi. Ừ, để tốt. Nha, chết hút nha, đánh đi, chết hút rồi đấy. Đam mê to phải có hút máu mới bất tử được. Máu anh, máu anh, áo em anh ơi. Hút chết rồi đấy. Máu em anh buồn ơi. Thì máu là anh.
có em, có em thôi. Ok, rồi. Đó. Này ra mình hết chắc, này ra mình hết chắc liếu lo lắm. Mọc, mọc tếu thiệt. Ôi, thì mẹ dưỡng dương chân mày xứng đáng hút rồi em. Nhưng mà chuyện đánh nó còn ráng quá, thì các bạn có xe linh, thì các bạn đi đi đi. Ôi. Chịu rồi, bữa nhận thấy hồn mà đánh cũng ngu ngu chứ, phải nhờ. Lén chứ. Mẹ chân em bắt chi dưới bốt này là hay rồi, mẹ càng càng cái cả tem nó. Còn đeo đi Dương ơi, gỡ thôi Dương ơi. Quay nhờ quay chơi tên được bao nhiêu ấy ta. Dương ơi, trận này khắp tem biết làm gì cho em. Khắp tem thì cho bạn quay xe chứ sao em. Em lưu cả đi em. Sao chưa giả nào, đá mù mày bây giờ. Ủa, giả lúc nào vậy? Ủa, không thấy tao giả từ lúc trước mày khi mày đòi nữa, mày nghĩ sao rồi, chết mò mò chưa. Mẹ sao nó kích mình vậy, Dương. Em thích anh là nào. Ao chứ. Mày sẽ lót đầy mày. Chỉ hiện nha. Mày bắn anh em. Ủa rồi, em đang ở Ủa em đang ở lót nào vậy? Ôi em bị địt quơ rồi. Địt mẹ. Em chấm đi hết rồi. Tách tài khoản cho em nhá. Chơi mọc nè. Lâu lâu đi trốn đi chơi game được cửa vợ nó cũng vậy, ví vậy thật cho anh em. Chơi chơi đi game mới được. Game rồi á, game rồi là cùng một cái BKB một cái Siva nữa. Năm ba chấm năm hai ba ba này là 8 16.5 đúng không, cân luôn đúng không? Đúng rồi. Rồi vô. Ôi chị ơi, chị ơi, chị ơi, tôi xa bạn rồi chị ơi. Thôi xa bạn nhau rồi. Ôi giời. Tui đồ hình nè. Mối tình này không có ai. Chị mày đồ hình đi, chót vào đây đi. Anh ngồi xem thử còn nào trong đi có không? Súng rớt Panda Baza. Khả năng là cho thằng anh cho Bồi Dũng đến thì con LED boss nhỉ? LED Panda boss này, súng bé tốt. Hiếu Hồ, bây giờ nữa đẹp luôn. Cái này game này Panda BH, game này Panda BH chỉ nhầm sấp. Ba ra ưu tiên lên trước, thật về không. Lép co chứ, lép bóp gì, lép farm nữa. Năm cái đầu bùi, thằng thằng BH chấm năm trước vào. Con mẹ. Lép ưu dụng farm hả? Lép ưu dụng farm hả? Đi mà ba ra thì ba ra do anh thì tôi phải farm chứ. Ví dụ con lép, okay. Tao nói là con lép một là một biết á, là cho nó farm, hay là không biết nó, chứ đừng để cho nó đi sub. Đi sub để đồ đạc đâu mà đi công an đứa công bắt được. Okay. Nhưng mà bạn anh không có gì sub đâu, để anh đánh lép farm đi. Anh em đừng có cắm chống lùa. Ờ cắm chống lùa nó khó nha. Cắm ở đây này không nó móc ra con lép chết liền ấy. Cứ thấy cứ con ba ra đi thì đánh trùng lại tí, đừng có lên cao quá được. Má đừng giống như con Centaur game 1 nó chết luôn. Game 1 mà tụi mày đánh chuẩn địt mẹ đá mồm tụi nó rồi chơi đó mà địt con mẹ. Má anh đánh đúng hay game đó luôn địt mẹ. Thầy lặng quá đá mồm mấy thằng nhóc mập. Địt mẹ mà thằng Sinh Tâu ngu như con bò địt con mẹ, đánh không xấu rồi boss. Cho bờ đùi. Em không hiểu sao con cờ lóc với con voi với con Sinh Tâu luôn. Lột. Sao không được. Tao level 2 là nó chết liền không thấy hả? Em đánh giờ em đánh con sen đố giết được em luôn. Anh cứ chạy tới em chạy về làm gì nhau. Tự nhiên ảnh cho anh chạy lên cóp vô chết. Tao cần nó lên cao rồi mới lên chứ bộ. Mẹ thì do ảnh dở. Mập đâm một đeo em. Chết một mạng được rồi. Nói nữa, khả năng nó tới đó thôi, cái chuyện nó không vậy thôi. Xúc rồi. BH xong trước đi, do thằng Bara lên cái quân trước rồi. Tuyến Bara hỗ trợ quân BH. À, xúc 5 trước hả trời. Đánh ngu xúc 5 vào. Ngu mẹ mày. Ngu à, không ngu ngay trước bị 48 mấy mồm đó. Có ngu không? Ủa, tao đi top mà. Ủa dạ, ok. Tao đi mít mày đâu mà tán. Con trao ra mít cũng vậy thôi anh.
tao là mít là tao mua đồ khác là đố hành được tao như vậy. Tao mua cái bình vô. Quá đẳng cấp anh. Tao mua cái bình là hết hành liền chứ. Tao đi mít thôi cái đường ngắn là cái bình. Mua cái bình để bơm mana chứ thôi sao farm được lên đó. Ăn ép phải tinker đi mít xong rồi con hút lên top farm thì lúc đấy còn mình đánh được chứ đi vậy. Ừ đúng rồi, nên đó con hút thì top. Con hút đi top là farm free luôn chứ quay làm gì nó đâu. Đúng rồi, con hút lên đó free thì còn cũng gánh được chứ. Con hút đi mít, con hút đi mít thì nó hành quá. Kẹo đó 50-50 thôi anh ơi, kẹo đó 50-50 nhưng mà có con thờ nó mát hay quá. Bát không biết đánh thì chó, bát hay đây hay ra hắn vô. Chú bé sớp nè. Cóc à, cóc mày đấy. Giật chết mẹ nó luôn chứ cóc. Xe gà nó ơi. Ủa, đánh cóc mít à? Cóc mít rồi. Mày nhờ mày cái này có Barajus đè. Ờ như cái trước thôi anh em, để chết nó vào, đừng cho nó vào được. Ồ, đây rồi cuộc đối đầu giữa Grun với Tùng Phạm Cóc với súng ha ha. Chẳng đấy. Ờ, cóc này không có súng dễ. Bắt đây. Đồng mi Glock rồi. Phạm Thái. Trận này lại càng phải xanh đi. Ôi tiên. I'll take care of it. Thank you go. Mua xem nha. Không có xem đấy. Ừ. Okay. I'll take care of it. Thiếu hùng. Team này less quan trọng hết đấy. Thắng thua không nằm ở trí mà nằm. I'll take care of it. Okay. I'll take care of it. Có cực kỳ thì sẵn kỳ đi mà đang nhiều mà. Quá đi. Gặp thế nào thì mấy cái lóc như vậy thôi. Nó khỏe hơn. Nó làm cái đầu. Đâu má vậy tới đây ra rồi. Cái nó bắn chết bây giờ. Cái đồ má mình đâu rồi? Ủa đi ra lòng rồi hả? Đi ra tổng chí. Tổng thu mà chí. Tổng thu rồi. Lên bó cho nó giết rồi mà. Chắc. Bớt mình máu lên. Trời má mình ngu dữ vậy kia. Thôi, vậy đánh với em này. Em máu về mềm đi chứ. Tiến. I'll take care of it. Chỉ mình nhà tôi đi xuống bóng cho tôi đảo vòng nha. Ừ.
Cái này không có chơi nữa. Là lóc ôm rồi. Giúp lên boss cái nha anh em. Chắc đây, chắc đây. Bà ra canh lên boss, chót trúng. Vậy mà ta còn ra cách vô thì vô cái tay lên mà tụi thôi. Khó vậy. Có xấu nha. Con lớp hình như hết máu. Cho cái world meet lại anh em ạ. Sắp bộ chứ, nào sắp bộ chứ. Tôi định tâu rồi. Mít cóc nha anh em ạ. Nó có tắt rừng, nó farm bù đấy anh em. Tôi bà già rất mà chán quá. Trời ơi, ăn nếu được. Fire! Lên boss em luôn nha. Mẹ ăn mấy thêm tiền trời. Qua đi diện qua đi, qua là cái tốt cho tao nào nào. Chỉ tốt được này em ơi. Khá là chết. Có xấu rồi. À quay mời. Cốc lên nha. Cốc lên này, cốc lên này. Cho anh Uno về đi. Đó, cho anh Uno về đi. Coi lại một cái tốt cho tao đi anh em ơi. Đây có world nè. Để lên. BBH ra phá cái world phụ cái BH. Nó quật đây nè, nó quật đây. Ờ, không có cái nó đâu, nó không có cái mét. Ờ, cái sẽ khỏi.
Né ra. Tactical. Hai. Tactical. Đó từ từ phá nè. Các bạn mua luôn này thì nó thấy nó di chuyển em. Đi sao nó? Em tạm thôi, không sao lắm. Nó không kể. Giết nó lắm, giết nó lắm, con chết. Em đang xuống, đánh được, em đang xuống này. Ok thôi. Một người qua đây phá cái quơ với em đi mới di chuyển được anh em ạ. Ở trong luôn rồi đấy. Không sắp lắm hả? Không sẵn lắm hả? Em đâu biết đâu. Không rừng được kìa, level 8 rồi kìa. Quay lại cái quân tốt đi. Tao đâu cần mày quay cái đầu trù đùm léo gì. Quay luôn vào. Đây nè, nó trong rừng nè, làm tên xuống nè anh em. Vào cắm được cái quơ rừng đi cho con chuột nó khỏi farm anh em. Hết mana rồi anh em ạ, Về đi lét làm gì vậy, em hết mana rồi. Trời cái gì vậy? Ô cái ubi của nó cả mất rồi. Tôi chưa có tới mà. Lúc nó trúng đâu. Nó chỉ cần ấn vào người thôi là ông nó bị mất tele rồi. Ủa phải lộn vậy, ấn tiêu lít lên khỏi tele à, phải lộn. Nhưng mà kêu hết mana rồi, cái tầm tộc kêu làm cái gì. Về cho tao một cái scene đi anh em. Tao cóc rừng lùi bây giờ. Học xong rồi hà đấy. Xe ngay giữa đúng không? Dưới đường rồi, dưới đường đừng cấp đây. Có tiền tốt kìa. Long Hà, ít đây là nó chưa có một mảnh nữa mà anh em à. Nó giấu. Đang cố này. I'll take care of it. Farm tới anh em 300 nữa có BF rồi. I'll take care of it. Cam 2 thì phải để ý nghe cô đang đẩy cam 3 vào. Anh em bỏ về ra. Anh chiếu qua kia đi, em tắt bãi này rồi anh chị. Em lấy cái lây thì cóc với súng ai hơn chí. Cóc còn hơn cái này. À, cái gì sẽ bóc nằm, cô lính rồi. Có BS rồi nè anh em ạ, thì móc đấm nó cái được đấy. Hay thì cóc nó nhỉnh hơn nhiều. Sao có bị sao không?
I've got the beast in my sight. Không ai bên nhà. Anh đây rồi. Đánh nhau anh em, đánh cái xì móc đấy. Đánh em. Thì cốc và lóc luôn mình được chứ. Đánh thôi em. Cầm bố này rớt đây. Trần Trung Nam vì góp vậy mà cũng được có 35 sao nhì chứng tỏ trí lùn của cường. Đang di chuyển, đang di chuyển. Thì tới con Lumi lại chắc con Lumi. Đi đi boss đi, đi boss. Mà em sợ con cờ lóc thôi, giờ em ngại món cờ lóc thôi. Đây đây biết lắm rồi. Ê ba ra cứu em, cứu em, cứu em. Ánh Kenen. Mẹ nó em nghi lắm mà. Đi còn ra, người ta gọi là gì ngu đó em. Tham gì cái đun vậy, có bé đâu mà. Thì em di chuyển đường đó xuống em. Mày chứ sao mà đi đường kia. Đã không thấy công an cộng bằng thì đừng có ra. Đúng không, tự nhiên đang mất bé quá. Lui về trụ xe móc nè, lui về trụ xe móc nè. Ba ra. Thôi anh lỗ xa đi, ba ra lỗ xa đi, ba ra lỗ xa đi. Bà ra mười cái đồng ý con này, cái đây lại bị đi lên không một ít. Vô luôn anh em, vô luôn, nó mất cái kia kìa kìa. Lộ má thì mất 3 BF tầm chứ. Sau 3 hay ngà. Ông Hà đấy. Hôm nay không cái gì rồi. Cái gì anh? Đây có phốt cái gì? Đây đây em lên luôn rồi, em mua cái ca ca rồi. Phốt rồi sao? Tóc đường mình. Kệ nó đi, nó bu đông rồi, kệ đi anh em à, farm đi anh em à. Cái con tì nè, cả dù hết đam vào. Chưa có, chưa có. Anh Chí, anh Chí. Ra giúp cái quân anh Chí. Rồi đi. Rồi đi, rồi đi. Từ từ từ, đang đánh nhau, đang đánh nhau. Mấy em thấy con lịch. Hay quá, hay quá. Rồi, chưa được Dương ơi. Được, 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 được. Đây là đang vào. Đây là chưa phá được vua. Cốc. Cốc lô tha, cốc lô tha qua. Cốc lô tha qua nè, anh Chí em dụ nè. Ủa về hả, anh Chí về. Rồi. Cái vua chưa phá được rồi nha. Ừ, ok. Cái chủ mid gần banh nè anh em à, ra B đi nè. Chủ mít còn 125 máu anh em. BH lại phó luôn nhà chim. Má chắc lâu quá phải mình xem. Thì ráng gom thôi sao giờ. Giờ tôi lấy đồ quá. Không được đâu lét ơi, về rừng farm đi anh à. Về rừng farm đi lét rồi. À, em vẫn còn cái xì móc này anh em. Cho em lấy đồ với anh chứ. Con mẹ mày nó phá luôn rồi. Anh ở dưới mí nè, anh có xe dưới đánh mí nè. Cốc kìa, cốc kìa, cốc kìa, cốc kìa. Rồi giết đỡ này đi. Ôi chưa có được thằng cấp ta, chưa có, chưa có C, chưa có G, chưa có G. Rồi S không anh em? Không, thằng mình thấy rồi, về đi. Để lúc này phá cái bờ ghét anh em. Phá rồi, phá rồi. Bỏ đi, bỏ mày xem. Cách mít luôn không? Phá luôn rồi. Cầm đớt đồng em, cầm đớt đi.
lên lên, giật giật thế. Tao thủ sâu lắm, khả năng là mình đốt rễ đi nè, xong nó dám ra. Phá vui giờ, phá vui giờ nào nó xong được. Phá rồi anh. Nó hết chứ mày phá. Có sen, nó mới phá sen, nó mới phá vua mày đấy, có sen. Không, phá rồi. À ok, kìa tốt kìa. Mày nó đi khai thác rồi. Vô ăn đi anh em ạ. Sao này chắc vô đánh luôn sao đi. À, hơi lâu đấy. Để em làm cái bãi rip. Anh chỉ bắn dần cái em vô liền. Ở đây cách vô tăng này em ơi. Bấm cái Uni ấy. Đừng tiếc cái Uni em ơi. Grip rừng không phá được cái Uni đâu. Làm gì grip rừng phá được cái Uni không? Tại vì nó tác động bên ngoài cơ. Không bị bó luôn, không bị bó luôn. Lấy đi chung đi em ơi, mày đâu có gì giờ mình cái con rip rồi đấy. Thằng Vara đi ra đi em. Thì ta le về mày luôn đi. Đếp tên mid cái anh em ạ. Ừ, tớ đếp tên mid đi, làm sen theo. Rip top cao kìa, rip top cao luôn á nha. Cá xuống này, xuống thiệt đấy, cá đi. Dạ. Khả năng nó xuống, say no. Anh Chí có tay le không? Về farm top đi anh Chí ạ, tiếp đông lắm. Tên sau rồi đánh, em chói tay le này anh Chí ạ. Đưa cái tin em cầm cho. Đây, đưa cái tin em cầm cho, về farm đi. Để có chim nè. À, đánh lây em đi cơ mày thật đấy. Cơ bị con cóc con kia ô chứ kè. Đẩy ba lên cao rồi ôn. Cái này cóc vào đường mình nha. Thì tao nhìn thấy chứ không rồi mà. Giờ mày ngu thôi chứ. Ủa một đần này. Những cái thế vậy cũng đâm vào vô rừng chứ được. Tao còn Rosan mà chứ thay cái đấy gì. Chắc ngu thì đủ mà mày đừng có bong bở của anh. Đây gai gà lại gần em ạ. Hello chí cao. Tao làm gì vậy? Ngu thì đủ mà. Bong bở này. Được rồi đấy anh em, đợi ba ra xì móc này. Ba ra tê chuẩn mít đi, em có xì móc này. Hết bế rồi nè, rồi giờ ráng... Đi thôi anh em, mình hai bế mạnh lắm. Rồi là đại dường mít một cái nè. Ôi tao cái đớt được không? Ai mua cái đớt được không? Đi ra đi anh, hết tiền rồi, ra lại đấy. Đi ra lại đấy. Đi ra đi, ra có xem. Có chắc cắt, thì cũng chắc tốt đánh luôn nè. Có giết nhỉ, có giết cóc quá. Thiên Sương, có mấy không ai bắt xong. Đi lên Ancient không? Ancient không? B đi, B đi được, B đi. Anh xe đi nha, để em xe đi nha. Ờ,
Bắt cái sáp ai đấy. Ai về nha, không về đi bắt tốt cả. Chết 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 đi về đúng không? Tại lại ẩu như em, còn lóng hút vào sao? Hút vào em á hả? Ừ. Đó đó. Em nó chết luôn. Tầm này sợ gì con clock nữa anh, em sợ con cóc thôi. Dạ cóc thôi. Cóc đi, cóc lại đi. Đây em có veo này, giờ giật chết mẹ nó luôn. Con san này, ai đi. Lên top nè anh. Thằng led có tác dụng cho đi mày, mày mua sen mua đất vào. Thôi thôi, tao mua sen rồi. Để nó kéo cầm thấy có đất vào, con slot thì cầm có tác dụng vào. Cái idiot mẹ nó chung móc rồi. Công ai nha. Nó chưa có ai, chưa có ai. Có gì slow á. Biến lập đấy. Hello. Lép cầm cái đớt anh à, có gì dí con cóc. Đủ nha. Đẩy xuống phần boss đi. Chết ra nè. Để lấy đồ, để lấy đồ cái anh em à. Để lấy đồ cái, rồi đi cây gà lại. Có thể bỏ em ơi, clock nha. Bê luôn anh em. Ý tao này, ôi đồ hết đồ xanh rồi. Vào led ơi, anh đứng gì ngoài đó vậy? Dưới đây đi. Cái sai chứ lại. Tôi tí phong kìa. Ông đi rồi, ông đi rồi, ông đi rồi. Né ra, né ra, né ra. Anh lồn vậy. Sao quá có form nữa. Con led phải đi trước. Thôi về đi, về đi, về đi, con cóc, con cóc đấy. Sao đó để súng đi trước gì. Đâu ở đó kia, đâu đó. Má kìa này, khó đứng bắn quá, thằng cóc với thằng clock luôn. Gà sau gà led. Phương chân. Theo nó nè, nó hết lên tiêu đấy. Zone có AS không B còn về chi. Được 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 được. Tiêu anh tiêu đâu? Anh tiêu đâu? Anh không có. Ôi đẹp mẹ, có thì nó sống rồi. Bỏ đi. Má, phải đó con tiêu chết mẹ nó rồi. Mà đánh bị cuốn thì nó quá đi mà. Để đi em farm cái cục game cái. Anh Chí phải BKB thôi. Nó nói ôm anh Chí đánh nổi đâu. 3k8 rồi đấy. Thôi on luôn anh em hay sao. Chưa được đâu, cứ bình tĩnh anh. Cái Chí đồ này phải đứng được. À, hồi đó có xe thì bỏ sao tao bị hát dính nhau. Đợi rồi đi, sắp có đấy. 2 phút nữa. Cái nào mà cắm mắt bên thứng này. Kệ. Kệ, có thiệt nè, có thiệt nè, có thiệt. Ở sau nè, phía sau nè. Địt mẹ. Ở về đi, về đi, về đi, về đi, về đi. Có đi hỏa. Có. Đi đi em. Tele đi, lấy tele đi, đúng rồi. Hết mana luôn ấy, vô tiêu rồi kìa. Ở đây có một mi luôn nè. Cốc về đấy, cốc về đấy. Về, về, về. Về, về, về.
Đây 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 đây, đây, đây nhanh ra giờ em chỉ ra rồi em ra rồi. Đây nè, đây nè, mập đâu, mập đâu, cách boss này mập. Đây thầy đây. Xin nghe. Phá quơ kìa em. Phá đi, phá đi, anh giết cho phá quơ. Con ra đây, ra đây, mắc cái quơ đấy. Ra đây nè. Ờ, em mới cầm cái xì móc. Ra nè. Dịp mẹ nó búp cái kia cho con ơi. Thôi em đi về chứ sao? Còn cốc nha. Lùi đi, lùi đi hết đam rồi. Thì bạn hãy về đấy. Thôi hai anh em à. Vô lại Rosan đi, vô lại Rosan đi. Vô lại anh em à. Ôi 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 mày quá đứng lộ đó. John Vu thế mà ăn nhỉ. Tao bảo này bây giờ sao nhờ. Bắt đầu lắc là đi. Vô lại Lô San đi. Ủa anh đệt chưa? Anh có đệt không? Đâu nó nó lag đâu, nó đít là đít luôn đấy. Thế drop nha. Trần Trung Nam. Ừ đi. Món gì Chí Lùn ơi. Khả năng là lên. Đây, 2-3 anh em chuẩn bị 2-3 drop nhanh. Chuẩn bị thôi. Nhanh lắm. Trời ơi. Mất hết rồi. À, một giây mà nó xong chưa. Rồi lỡ xanh đi. Tăng đi, tăng đi, tăng cho ta quay nào. Lết tăng đi, lết tăng đi. I'm going to be able to get the beast. Để. Ok, 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 đi luôn hay không mà sợ cái lông lụa. Từ từ lại đây, lại đây cái quơ này. À, không có. Không xuống giờ yếu lắm. Không biết rồi. Cốc kìa, cốc trong này nè, trong này nè, giết con cốc trước.
nữa kìa. Mẹ nó. Trời ơi. Giết con cóc chứ là anh. Ê, chết đây. Chắc tiêu anh chí à? Quá tỷ hay mà nhà đây, nhà đây, nhà đây. Ui lên tao. Mẹ em lên cái EB rồi chết mẹ ăn cóc với em. Cóc 30 giây. Hiệu hoàng anh, Manta. Là tí, phóng đây em. Mẹ em. Má mình phóng trước khi nó có. Đầu quá. Cốc 8 giây đó anh chị ạ, cốc 8 giây nha, cốc 5 giây. Cốc ra rồi. Ủa nó còn game rồi à? Cứu tao. Không. Chết rồi, chúng ta bỏ anh chị đi cốc ra đấy. Ready, left. Lộn má đánh chán ghê vậy, rất là để về được kìa. Cái cốc để về được kìa. Khoảng thiệt. Cốc ta le về đi, có tay không? Cooldown rồi. Tao chip bàn mà đi. Cái buồn này cho lên tiếp. Chết mẹ nữa rồi, nó dễ gì nó tha cho nhờ. Tụi mày vào sâu quá, đánh đến nhà thôi. Mày đằng thiệt. Mới bê được cái nhà thì có lại là cái đâu có ai lao vào trong nấu, em đứng ngay cái trụ mà. Đứng có lại là ai, chạy có lại ai vào được với mày. Ủa thì anh Chi đứng ngay đó luôn. Em giật cờ con lực chích chứ em có dí vô trong đâu. Thằng mẹ của em rồi. Thu rồi. Con cốc nó cầm con dí tao. Thôi đen. Con cốc nó cầm con game dí tao sao sống. Hát con kia quá thì cơ mà con. Con mi nó bất khó chịu quá, đứng dưới nó được. Một người lên cái gì phu đi nha. Greetings, my lord. I am ready. Đánh boss luôn đây nè. Để cho mà đánh là cái boss thôi, mà giờ nó cầm game đâu có dí tao rồi. Trần Trung Nam, máu hơi mỏng. Đây nè em, bóc thôi. Bộ cháy đấy. Thì có 4 cái sen kìa anh em, cầm ra anh em. Anh đang trên đây sẽ đánh ngoài đấy. Phương Nam. BH đi phát smoke anh ạ. Nói chung là thằng cốc, thằng chị ta thằng Bara ôm cốc vào. Mày nó ôm tao quấy, mày đánh vô quấy được không? Tao lấy tao, nó lên là tao đi cho mày bắn đấy. Ừ, cô ôm với tao, bây giờ nhá. Thì nó có bling đi cơ mày, giờ nó vùa tới cái ngay, đó làm được hết. Thế khi nào nó xuất hiện, anh Chí hay xuất hiện? Ok, từ từ, cái này đã. Từ, anh Chí ơi, phá cái vừa. Đi đi, vừa đi. Có cái wall anh em. Có anh nét trụ luôn đấy. Bắn cái sen anh nè. Cờ lóc đứng bên này nha, cờ lóc đứng bên này nha. Giết con cờ lóc chứ đi, đỡ quấy. Cốc kìa. Các bạn.
Omega. Để nó đổi máu anh em ạ. Mà tập tập bắt luôn á. Bài bắt xuống đây anh, xuống đây. Nó đổi máu anh đấy. Đi đếp một tên top đi đã. Bà là chắc đếp top cái kìa. Tao đang luôn rồi. Lỡ rồi lấy mega luôn anh chí ạ. Ok, cốc kìa. À, cốc liền vừa khó gốc vừa đam mới được. Về đi, về đi, về đi. Ê, má, nếu bắt được Umi kìa. Umi nó canh nó bút nhiều quá. Omi một hit mà thì mẹ không còn ai follow down. Rồi. Mấy tầm này cũng cóc cái mù tao đâu chạy được đâu. Thu đam đứng. Mũi hay em lên đá còn 5 nhờ. Có EB. Nguyễn Hoàng Duy, khó rồi. Mà ai mở lại được file vậy? Thằng Dương là cái Blin nữa. Má nó ra đi ăn đấy chứ. Blin em chỉ vô được một nhịp thôi, nhịp sau không vô được nữa. Trần Công Nghĩa, em đã gòn dứt điểm một thằng ra. Sao vậy anh chị? Mày đánh thủ đi. Ê, mình lấy thua mà, con lấy lên mấy lần con cờ bẻ rồi. Trần Trung Nam. Em mình lấy con lấy. Rồi cái tên này mà World Red đi. Lấy nó phải xanh, còn lấy phải xanh chứ. Không dí con cốc được. Mà đủ á, này đánh tệ quá. Rồi Red anh em ạ. Nó nâng level 16 rồi, nó đổi máu có 60 giây à, 60 hay 40 giây. Thấp RS anh em mà đánh RS rồi. Má nó có còn lóc nó ôm súng to luôn. Bây giờ nó còn có cả Kiyomi gậy xanh rồi. I'll take care of it. Okay. Thank you. Còn 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 anh còn anh. Không có lấy cầm đi, lấy cầm đi, em phải giữ cái tele rồi có gì còn chạy. Chỉ là còn game vậy. Rồi san này nhưng mà nó không để mình ăn đâu. Lấy làm cái gót vô nữa anh à. Con cóc là dùng cái điện đồ ta. Cái gì là dễ hấp không em? Cái gì anh? Cái chậu. Alo. Em đã gọi. Cái buồn chứ đủ má. Đánh đến giờ này mà chưa bê được lên nào là thua rồi. Ok. Thank you. I'll take care of it. Ok. Hôm đi bỏ lên xô, hôm đi bỏ lên chậu. I'll take care of it. Ai. Thank you. Thì tao vừa thấy thằng lồ nào ở đây đúng không? Ôi trời. Cái con tem hùng không sao có đi phụ ạ. Má một BH là cái đi phụ đúng anh? Bù canh ở ngoài. Thì không lên nổi. RS kìa. Có RS anh em ạ. Móc nè. Con rớt lên đi phụ được mà. Rớt lên đi phu à. Không có cái không? Không sợ mọc đánh đi, đừng có sao. Phan Gia Hảo, tìm lý hít và đi phu. Xe đi nha, xe đi nha. Xe đấy. Không, thử quá mới chịu à. Không có cao dụ à. Né ra. Con mít làm gì? À con mít làm gì? Cứ đứa ở đây trong duy nhất cam smart thôi. Rồi,
I'll take care of it. Time to go. I'll take care of it. Chạy được không? Time to go. I'll take care of it. Okay. All right. I'll take care of it. Time to go. Okay. All right. Không đủ đam rồi anh em. Our brethren's town is under attack. Time to go. Tao phụ ai này có đi phụ. Đấy. Ê, sao 43 phút qua thằng nào đi phụ ra. Có đi phụ người em mới đánh được. Thấy tên thì công mạnh nó bị bêu mà đánh được. I'll take care of it. Đấy. Không sao rồi. Okay. I'll take care of it. Có rồi. Cố lên thì làm lên đi bay bắn được đấy. Sụp cầm. Được anh chị ạ, làm cái device mẹ em thanh xuân. Cái device thì bắn dày rồi. Team mình dép khỏe mà. Để khỏe gì còn sâu nó có đồ hết nha thằng để hết gì rớt đẹp lộn sâu lúc lúc nó chưa có hết thôi giờ có hết thì khó à mà để thôi thằng quái không đều được cái đi phu là ngon nhé đi phu bóng sâu bà ra bị hết nhớt mà sao tụi mày nghèo dữ ta mình bị kêu con lét sắp năm đi có tiền liền phải lon ai nghèo ba ra nghèo ông là tìm có bị hát ba ra gì vậy ai dí nó cho lắm vô đi cậu mày giờ đứng phòng này phòng này tất nhiên là tất nhiên là tất nhiên là anh chị, anh chị, xung, cốc, cốc, cốc. Ôm anh chị, ôm anh chị. Mẹ nó bay ra bay vô, để làm gì được nó. Em vẫn còn EB anh chị à, nó vào anh cứu cho. Đáng biết rồi may phải đó phải giết được cũng nó mất form đấy nhá. Mày giờ Berlin làm gì còn lót nữa anh, em hết lót rồi. Giờ chỉ có Dragon hoặc Berlin thôi, trong hai. Em Berlin giờ em dí ai, thằng nó dí mình không à, thằng mình dí nó. Lỡ Dragon đi. Ừ, em đây còn 5 thôi. Đây cũng đâm thêm tí đam nữa. Mà còn đi phu nữa, sao có đam. Mẹ tiền đâu lớn. Thấy nó mắc liên tục, mắc chiếc xe liên tục, tiền nó ra tổng. Đó, mua được thang mắc. Thì mẹ rớt 50 phút vẫn còn đôi giày ghẻ. Thất bại phải luôn. Hello, nhưng mà 5 slot còn lại của em khỏe không? Bị yêu là bán hết máu lên sát hai thôi. Anh
Quê nguyên, bây giờ cứ ăn với chắc thôi, lon ton lao lên làm gì? Trời, đang gọn cái bóng liêu chết. Tôi chừng nó sẽ móc anh em. Mình thua mà tính tiền chi vậy? Tính giùm ba à? Trời ơi, có gì rồi? BKB chưa? Từ BKB thì em cũng giật kích mẹ thôi. Sợ con sâu quá nhờ, nếu sợ con cóc lắm má, con sâu giờ mạnh quá. Đây. Rồi, mất hết rồi. Vô đi 20 giây em ra, về đi 20 giây em ra. Anh đi con sâu. Ôi trời, lượng ơi. Tôi anh chí là 20 giây, 10 giây em ra. Đánh đi. Má đi cùng mày hay đồ mình ngon ấy chứ. Má mình nếu có cái điệp phu chứ, có cái điệp phu mà ngon mà. Đánh con cạc gì mà 50 phút cũng nếu gặp được cái điệp phu chị mới ố. Thì đấy con lét spot đi là nó tao lên được rồi. Mẹ cứ năm phế con lét như không. Đấy nặng quá. Để nhận khoan. Thua là do Chí không côn rồi. Đánh con đen đen nhé. Đừng có thằng con nữa. Vô lại cộng 2 anh em. Má. 56 còn 1 anh em. Chết nha. Ủa? Là hot nào? Chị ấy còn một slot chị ơi. Chị đúng con mà tồn vào này đông cứ. Đâu, mở lót cho em vô cái. Quên mẹ rồi. Nè, gì vậy? Hot là tiếp đi. Hot 2. Đúng rồi. Một hot rồi. Hay rồi. Mút. Má sao bằng full slot mà sao ghi vô được hay vậy? Tại vì ảnh lâu mà anh, không anh mở ra ăn được. Cây cây. Đây rồi. Mở mở đi OBS bạn ơi. Uống vô ngoài à. Dám nhường cho anh rửa không? Uống sao lắm. Rồi, nhường anh rửa bạn ơi. Đội nào trả tiền thì cũng thế thôi, chứ không phải đâu. Ơi. Ơi. Giờ mới tóc nhanh nha. Rồi thành bảo chơi không phải nhanh nên để còn ấy bọn nó không ra phần nào vậy. Đây là nam mày thắng hay thua hả bạn? Ừ. Lưa tao chơi đâu. Thôi chơi đi, chơi đi, chơi đi. Lúc nãy tao còn chơi đâu. À, thôi chơi đi, chơi đi. Để mày thắng được, em thao nó thắng được. Rồi mấy bài. Ở tưởng Khang 5 sau rưỡi. Ở Khang live phải 5 sau rưỡi quên. Rồi có tụi nó. Rồi. 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 Rồ
Bên này thì anh Khang lại ôm Alex Hero à. Thằng ơi, con slot thằng ơi. Hết slot rồi. Thằng Willy đâu vậy? Xong chạy thôi. Cho OBS được không? À, lâu lâu cầm đủ súng mà dí vô clock với thằng cóc ôm chặt quá. Cắt tên vô rồi chứ. Slot và hào hào là của Willy đấy. Ờ. Cho tao OBS tao bằng ơi. Cắt cái lồ. Chính là cái lồ nó đâu chỉ có tiêu. Các bạn tôi tầm. Thanh bằng và Hảo ra cho đi vào kìa. Ờ. Bảo nó vào đi. Đi vào. Đúng không? 36, 2 này bằng xong nhau mà. SB lại nhá. Đi mà sao? Bằng sao? Trời, nhìn tên một địch mẹ chắc quýt luôn. Chơi cái lồn gì nữa Huy. 3, 4.5, 5.5, 3, 2. Cầu 1-2 rồi. 36. 36. 36 là 88 à? 17.5, 18. Bỏ thằng lưới. Xe lót mè, xe lót Windy, tao open dầm. Hảo Hảo vào, tự nhiên có xe lót ngồi im giữ em. Phải luôn. May Huy tinh. Đấy, đi đến cái lầu thì cái like lại thì còn mạnh kìa. Bố mày thích đếm được không? Nè con nè, cắt cho nè. Con nè, go. Go. Cắt rồi đó, cắt. Cân như ạ. Bố đếm nó chịu bố thật. Đây. Đây con chỉ cần ôm Huy anh khác tinh thần cao hơn giả chết mẹ nó luôn. Anh kiểu ôm Khang thôi là anh thấy giả hết. Đi cân 19 này là anh. Tôi đã con mẹ kém một sao à? Ủa? Sao? Em là chỉ nhau một sao thôi. Mẹ một sao này không mẹ rồi. Cái này vẫn cân chịu. Line nào vậy? Trời ơi. Trời, tim một mảnh quá vậy. Tim hai đều tay. Trời ơi, địch mẹ tao chịu. Cần mà chịu cái gì? Tim mình kém một sao. Sao đánh được các em? Đánh được các em à, cái lồn mẹ. Rồi ăn chịu. Có thể nào quắp quắp cây đời lên cho Windy xuống không? Dead cóc ES à? Kinh nhận. Đừng đọc hero. Dead cóc ES à? Vãi lồn Vigod. Cút đây. Vì à dương. Ê nhà má. Đã bị chết hả? Giờ thua. Lên xem khẽ khóc rồi ạ.
ta đá like khang phát xem hero gì nào. Đâu đâu hero đi. Lula Chen. Ôi giời ơi, khó vậy ta. Em có led thật không ấy? Có, mình có led mà. Ôi, đánh phải đánh led rồi. ES này, máy bay này, TV này. ES, ui dồi ôi, anh hùng ES thôi. Ôi thì Timmy đi led à? ES phải body bot đi để đi với led tốt không? Timmy mid rồi. Limit. Đảm bảo của kia nó cũng mất con Tilly thôi. Tilly Lula với cái đéo gì ấy. Nhưng mà mình phải coi hero nó đã, không dám để đi mid đâu. Ờ không thì ừ. Đi với anh. Đi Tilly Villa vẫn được mà. Go. Ừ. Cho mình cầm con đó là được. Em không sắp lâm nhá. Ừ. Đi một con hero ngon. Đánh lên hết đam vào. Có khang không? Led yêu cái gì mà. Ở đây, mình có led mà. Đánh led. Đánh Tilly lên co cũng được, Tilly cậy xanh bay nhà vẫn được rồi. Ra đây cướp gian không anh em? Ba người xuống đây, ba cái con mới bích xuống đây này, ES Viper xuống đây. Xuống luôn đi. Anh để ward ở đây Khánh nhá. Đây rồi đi. Top đi, Tilly top đi. Top đi, mày đi Lina nó phả mày chết đấy. Hiếu em cầm một cái ward lên top mà cắm. Đứng trên này này. Anh định chặn nó không xuống. Xuống giết nó chứ anh chặn nó làm gì? Thế thì tự nhiên em đứng dưới này làm gì? Hero nó vãi luôn kìa bạn ơi. Chơi được, hero này vẫn chơi được, không sao đâu. Có gì tôi dứt khoát nha anh, đừng có SSS, nó lách được cái sai rồi đấy. Thanh Bằng từ từ xuống này. Cũng đứng bên này đi Thanh Bằng. Xem như nào nhá, nếu mà đông quá thì thôi nhá, bởi vì nó hero tên nó đẹp quá. Thôi đừng lấy sai cho nó. Tun nhá. Nói cửa treo ấy nhá. Đừng có ES lại dặn bao nhiêu lần rồi. Tun hai lần kia kìa anh. Ngáo đá thật. Bốn thằng à. Chạy rồi. Chạy rồi. Chạy rồi. Chạy Lê Kim chỉ hướng 21 với 30 mà sao chỉ anh tun hai con đường sau ấy. Nhắm thật. Rồi, là vòng 2 rồi. Đi. Đừng nói đi chip bot này. Giờ bot mà pha thì được thôi. Ép Viper đâu. Nó tăng gì ấy? Kodaki à? Được đấy, Thanh Bằng lên bay được đấy. Bay được. The player's forces are under attack. Anh dân tốt cho an toàn nhá. Dân tốt không ai đâu. Okay. Ông công ca chạy đâu rồi? Nè. Anh
Nhìn khéo quá nha. Bắt kia nó ở đâu nhỉ? Player's forces are under attack. Ừ, nó vào ăn bẫy này nè. Hết lửa rồi. Anh em tôi chặn thằng Sen này khéo nó chết này. Đây làm gì ra. Thôi, mình xem tí vậy. Em cởi áo đây. Đi bet hero em thấy nhỉ? Không linh mãi lồn á. Nó ngon này, hương phần 1.200. Mối tình này không công khai. Bác chị dừng mình anh ngủ. Ừ, bác chị dừng mình. Một skill 1 của Viper bắn con Sen đã bị phản đam này. Go gánh á. Bắt chi này. Sao anh không tung bắt chi nhỉ? Bấm nè. Bắt chết rồi đấy. Đánh luôn, đánh luôn. Anh về đấy. Ừ, hay quá. Ừ. Thằng tuôn gọi đấy, tuôn xem tại vì nó có tuôn. Nhưng mà ba chi nó có đam cho em đâu mà. Hai ông, hai sao, hai ông, năm sao. Hay như giết ăn may được mạng. Hai bị tính ra hai cho anh. Lina ăn luôn bot luôn dưỡng đi nha. Coi chừng đấy lùi. Lùi đi. Giật bot hiệu ứng à? Không có bảo anh á. Ừ, nó xuống rồi đấy. Nó xuống bot đấy. Ừ. Này này bốn mà ta. Phải giữ ta. Nó. Ừ. Hay quá anh ơi. Thôi. Ừ, thì nên mẹ thằng Berlin luôn, ngon. Yên bấy rồi kìa. Tin gà nhé. Đúng đùa bao. Em ăn luôn tốt này em bóp cho. Players' forces are under attack. The town is under siege.
Thằng ơi, có cho tụi một con vào đây xong có tách không anh? Bắt chi xuống à? Không giết đâu anh ơi, bắt chi xuống về đây anh ơi, chạy ngược lại hướng sông, chạy ngược lại hướng sông. Có bắt chi trong rừng mình đấy. Bên người ta sống như người sống. Anh ơi, giết không? Anh về rồi, anh về rồi. Em có giết được, anh không giết được ai không? Mát kìa nơi chết đấy. A player's forces are under attack. Ui dồi em ơi sao quay những cái trước để cho thằng bồi dụng nó sấp, rồi dùng bồi dụng nó sấp để cho thằng BH lên đi phun sáng với cái quả sấp khác rồi đấy. Đi đụng á mà cũng không lấy ta hàng quá, mới tìm được chút nữa thôi. Lên phạm cái gì mà? Cứ sao đối phạm? Anh Hùng đâu rồi? Đây. Vào cũng có đủ người được không? Đi chỗ town is under siege. A player's forces are under attack. Lina rồi tốt. Lina ra đi đi tốt. May quá. Cắn cây là lùi đây đúng rồi đấy, đúng rồi ngay cạnh rồi. Né nào để tìm lùm nó. Hit level này, đứng đây hit với em này. Thằng ngu lồn đứng trước mặt đấy. A player's forces are under attack. Team nó trận nhiều disable nhỉ? Đi mà full disable kìa. Thì anh đi với Khang mà anh cảm giác nó ở trong rừng quá. Thằng bác nó mơ ở trong này. Cẩn thận nó vừa boss này vẫn không được sai khéo, nó smoke và lùi đi anh Hùng ơi. Vừa thấy hai thằng vừa thì mẹ đéo thấy nó đâu này. Đấy. Bắt hắt ra mít, bắt hắt chạy ra. Mở lửa luôn. Chết lửa luôn. Đừng nó, cắp đừng nó. Mát tay lấy về kìa Tini ơi, để ý nhá. Để ý đi, nó về giết nó luôn nè. Ủa? Có sao, bật linh đi. A player's forces are under attack. Nó lại té ra đường á.
The player's forces are under attack. Đó này. Rồi mình nè. Tấm hướng xe chạy lấy rồi. Town is under siege. Đây lên đi anh em ơi. Ba anh em mình ra B luôn đi. Mất chủ mít rồi. Đi ra một cái cánh nhá. Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi nhá, bỏ đi. Anh thủ sao mấy gáp luôn, mấy gáp luôn. Vượt đi. Nhìn đi không? Lên nào xuống luôn nha, lên nào xuống luôn. Không nhá, đừng boss đừng đánh nhá. Em kéo bước ra làm cái này. A player's forces are under attack. Đi mẹ nha, lên phản vệ xanh à? Con mẹ nó. Một kiếm rồi ta. Ba mít. Này smoke này. Anh mở smoke đi, anh mở đi, mở đi, đi vào rừng luôn. Để ý tôi nhá, đừng có ép. Tôn luôn. Anh tôn mở chặn đường kệ nhá. Rõ ràng là tới. A player's forces are under attack. Ủa không tôn em. Nó bị em bấm tôn nó đeo tới nó quay mẹ đầu mất. Lỗi này. Hay quá đây. Chán rồi ta. Nó, người một bé. Hay quá thành bằng ơi. Đi qua mình nghe mãi cái chủ. Căn đan của Huy. Phá của em luôn nè. Bỏ đi. Lên ban hút nhỉ? Em bỏ anh lên cái PPE đấy. PPE lên gậy xanh luôn được rồi. PPE trước hay mechan chưa? PPE. Thế đủ rồi. Đủ rồi á? Ờ. Hay vậy. Ngon đấy, 239 nó thế hẳn luôn đấy. Kể cả con ca luôn. Anh bật cái thuyền nó rơi vào là không ấy đâu. Không mất máu nhiều đâu. Anh còn một có smoke này Khang. Không anh ơi. Viper ra đây cái này đi. Xong Viper. Từ từ lấy BPA đã đang tải lên. Lấy đi. Cho nó xong X nước thoải mái Viper nhau chết rồi. Đánh hết kìa. Đó cái blink ở thì đi nhá. Lấy thì mà cái một game trước mà thành khác thì có vẻ là ngon rồi nhỉ. Ở boss không có vua nhá, phá rồi, mới cắm ra phá luôn. Còn cả tốt cùng. Gian ông em ơi, con gian này.
Tham hết rừng một tơn đi lên đây đánh này. Chiếm rừng luôn. Players forces are under attack. Anh lên Blink đi em vô phụ cho anh. Có hết kilo thôi. Chỉ dư trả. Tốt hả? Để tốt hả? Giờ cứ như anh cứ như đầu đàn ấy, đi đâu thì bọn nó đi theo. Mài trụ. Mài bơ ngoài mài trụ. Ra đây bảo kê hộ không? Vô địch mẹ lùi tí. Ra đây bảo kê anh em ơi. Anh ra đây, anh ra. Phá đi em. Em cảm giác là chúng con đợi em ấy. Anh đứng xa ra lợi ích anh trước ấy. Ta tao phá cho. Tún đi. Tún kìa. Rồi, bình tĩnh. Đi ra. Ê chô. Đang qua. Anh ấy chô nãy rồi. Chân tao xong rồi. Hay quá, đây rồi. Tôn gái, ui dồi ôi, địt mẹ Khang lên sớm một giây nữa tao sống. Ôi địt mẹ mình vẫn ăn à? Địt mẹ cút sai, anh thùy cái nước chết mẹ luôn. Quán chết hết mà. Ôi, địt mẹ anh phải đứng đây mới thấy à? Nó thấy được kìa. Chim, để chim. Đọc map luôn là biết kiểu gì chúng nó ra luôn. Ngọc Trinh Nguyên, đúng cầu là 12. Và bây giờ đang âm máy ta? Nhưng mà bây giờ đang âm kiểu giấy sao? Vì đam mê phá quân rồi. Đi đây đánh ngay. Anh cảm giác bây giờ không có một cái sai gì ở đây không? Còn nó khó đánh lắm. Để bê top đi nhỉ? Bên mà bê thôi. Huy mình thích chơi game của một team thì mẹ map team họ tối nhâm hộ. Anh đó mà thích chơi game được ai em ạ? Ở cấp khác rồi. Má lộn đi nè, để săn luôn. Có liên của anh. Có ai lên top nữa không? Có chứ anh, bảo lên top, anh cứ lên top đi, là bọn em tự động lên. Anh định đã đứng ở top rồi. Trời ơi. Con S phải đi theo nhá, con Dilly đi lẻ được nhưng con S phải đi theo đấy. Đó là Indy đúng không? Đáng nhỉ? Đây là sắp lên rồi. Vừa mở BP đấy. Vua đúng không em? Vua mới tinh à? Chưa ông Khang chưa? Ad cua đấy, địt mẹ phá sạch cua đấy. Cun đau bị nhá, vừa bật rồi, sợ nó combo. Cóc lương tha chết rồi, đéo mang xét rồi. Anh đứng sau vào, anh em hoặc anh bật luôn sấm đứng sau vào. Bật luôn lét đấy. Đây, ok. Tôn đi anh. Tôn đi, cái lồn tôn chứ. Cứu là mẹ, cứu là mẹ. Nó thả bạn đây. A player's forces are bài bơ được tay kia đừng chạy. Thôi được, chạy đi. Có đâu em. Mày quá Hiếu ơi. Còn tích nha, cười. Tích ra còn đấy thôi, tích ra còn đập nước thôi. Còn bài bách à? Bắn lúc trụ kìa. Thôi đúng là bắn là full ca thôi. Còn có lát thuyền, trâu vãi lùn rồi. Loan hoang giết cả hai. Có mấy khan, tên này đi ủi khỏe. Để khan.
đấy, em bảo anh bây giờ nhá, anh lên cái giày mana xong anh mua xem với em tiếp luôn, là đi đánh được là thắng luôn đấy, không cần có link đâu. Đợi có link thôi. Đợi. Ông ơi. Players force. Ủa Thành Sơn. Ủa team một ai co thế? Đều đều đều. Là con. Ra đây ra đây. Ra đây đi. Anh bơm bật luôn magic lên luôn đi. Anh bơm nhiều hơn nữa đánh nhau tiếp. Đi con. Em muốn giùm rồi. Kìa. À có gì thế? Nhịt con mẹ nó. Khang ơi. Đó là. Tôn đèo tới. Double kill. Players forces are under attack. Mana này anh em. Anh phải cần xem đấy nhá, anh mua xem theo nhá. Em hết tiền rồi. Ờ rồi. Vãi lồn cọc. Nghèo quá. Quả đấy đéo BPA kịp, đi sẽ nó nhấc nước thuyền tun vãi lồn. Players' forces are under attack. Ra đây, smoke trên người là nhiều lắm, ra đây, đánh này, map đang sáng. Nó chưa vua, hồi lại đâu, đợi con nét. Anh Hùng, sao chị không tông vậy? Chuyện gì buồn hả? Tại nhìn sao mình khẩn lắm. Anh Hùng đi sau thôi, để em đi trước cho. Cái đỉnh. Kệ nó, không để ý đâu. Mình cắm sen gian là nó biết mà, nếu không cắm thì nó còn không để ý, thôi bỏ đi. Tham bot kìa. Nó smoke này. Hay quá em ơi. Hay quá. Gì sợ bot trúng người nữa. Anh bot đánh luôn. Bật tay lên. Anh. Mê khan luôn. Mê khan rồi. Bot đi, con hiểu. Nghe tiếp anh Hùng. Đánh luôn. Nó chạy nhá, nó chạy. À, chủ bắn mày kìa găng. Anh đang nhìn từ đi lên đi. Tao lên gì nữa nhỉ? Vệ xanh nhá. Mẹ anh vừa bật phản đam cái thứ không chóc được kết. Hãy
Xin à, chưa rồi. Có một linh nữa nha. Lena, Lena, Lena một linh. Anh chơi mấy thằng này nó lại cắm gùa đấy. Đúng chỗ ấy luôn. Ồ, nó đi đâu này? Nó thằng mót, thằng mót, thằng mót, thằng mót. Mẹ mẹ chúng nó. Sấm mốc này, sấm mốc tiếp này. Ao lên nó quả này ngon này anh em. Ra đây, ra đây, ra đây. Lùi lại, lùi lại. Đi đường này này anh em ơi, đi đường này này. Nó không có gùa đâu. Đi nào, đi nào. Đi nào, nó đi nào mới lên được cái linh. Để Tilly đi trước đi anh em ạ. Cho nó combo trước đi. Đây nó về đây nó bắt này. Không anh... mình vô mình về trước cho. Rồi làm luôn, làm luôn. Các bạn ơi. Ô kẹt này, kẹt này, kẹt này. Đéo kẹt này, đéo kẹt. Nó có blink mà. Về đi. Cái thứ 35 phút có ai quá. Bật ép trụ ấy nhá. A player's force is under attack. Không sợ, không sợ, không sợ, không sợ, không sợ. Hai con hàng ơi. Cắm đi, đánh trụ đi. Tao nhồng mà. Ơn nó rồi nhá, ơn nó rồi nhá. Không sợ đâu, sợ đâu, ơn nó. Đánh tiếp. Về bot này nhỉ, thằng bot hai đẹp. Bê mãi cứ bê lên bot mà không được anh em. Mãi không được là thua rồi, vì thế hai lay cả cốc cả súp. Về đi tao. Thôi lên top này. Còn cái trụ này đông grab này. À trụ ở xuống bot này. Một thằng Tini về rồi. Thì nó bảo bot đi thôi. Không có lên chưa? Có rồi. Đang cầm thôi. Cấp anh hùng ơi. Này này ghé tặng cấp nha anh luôn ấy. Đâu nó nè, về đi, về đi. Đúng rồi, đấy xin cấp hùng đi, tiền đấy kìa. Đánh ao đồ cho nó này. Thì một cái chung là đánh của vị trí. Vậy rồi. Mặc dù like không được giá cao hơn nhưng mà tác dụng gì đâu. Mà bắt đầu là thế. Sao nó gậy xanh 500 nữa. Thế là mình nghĩ cái này mới tốt. A town is under siege. Anh có game rồi. Players forces are under attack. Đây anh ra đi. Có sen, có game rồi đúng không? Okay. Okay. Đi farm đi, đi farm đi. Cho con bạch chiến nhớ bật nhá, đứng xa xa nó bật cho nó. Trên này có vua này. A player's forces are under attack. Đâu qua, đâu qua, đâu qua. Không có cái gì cắm lên rồi, không có cái gì cắm lên. Thôi bê đi, bê đi, bê đi. Ở dô sang cũng được, ok. Hợp lý. Nó chim để đây làm gì này. Nó sao mốc chứ làm gì. Ừ, chạy hơi chậm. Phương đoàn Lai team hai đẹp thế mà đánh để bị ép dưỡng. Nó qua nhá. Anh Hùng tỉnh táo lên đúng không nhỉ? Cắm cua lên đi anh. Bỏ đi, bỏ đi. Cắm cua lên.
đưa qua kia đem cắm lốt cho. Nè nó qua nè, Được rồi em ơi, đi chết đi. The player's forces are under attack. Tên này Khang ơi. Đừng mua chung. Có bị ăn tôn, có bị ăn tôn không bánh rồi. Ôi, anh nhăng tôn nó. Lỡ muốn thoát kia lên. Vô tay luôn, vô tay anh chủ luôn, không cần lính. Ra nào anh em. A player's forces are under attack. Xem tao phàm đéo đâu đi. Ơi, nghỉ từ bên em hẹn tôi đây quá.